Hoàng Côn đang chạy trốn lập tức phát hiện kiếm ý bàng bạc bà cuốn tới sau lưng mình, sắc mặt hắn ta lập tức trở nên dữ tợn, gầm ra tiếng, nhưng mà dường như Trần Mộc không hề nghe thấy lời uy hiếp của hắn ra, hỏa diễm càn quét như sóng biển càng ngày càng lớn. Trong lúc mơ hồ tất cả mọi người đều cảm nhận được sát khí lạnh thấu xương trong đó, tạp chủng đáng chớt, sắc mặt Hoàng Côn vô cùng âm trầm, cũng không ngồi chờ chết, bộc phát toàn bộ chút linh lực còn sót lại đấm mạnh một quyền ra ngoài, hình thành một quyền ấn trăm trượng lao đi, muốn ngăn cản chiêu thế công kia bùm làn sóng hỏa diễm hung hăng đụng vào quyền ấn phát ra âm thanh kinh thiên động địa vang vọng đất trời nhưng mà hai đạo thế công chỉ tiếp xúc nhau trong nháy mắt tiếp đó linh lực thiên ma mà hoàng côn đánh ra lập tức bị làn sóng hỏa diễm của trần mộc bao phủ không hề có chút khả năng chống cự nào tiếp đó hỏa diễm mênh mông cuồn cuộn dễ dàng càn quét về phía thân thể hoàng côn nhanh đến mức hắn ta không kịp phản ứng giờ khác này hoàng côn cực kỳ hoảng loạn hắn không chút do dự xoay người bỏ chạy nhưng mà với tốc độ khi trọng thương hiện tại Sao hắn có thể thắng được tốc độ càn quét của làn sóng hỏa diễm kia? Mấy nhịp thở ngắn ngủi trôi qua, đạo lưu hồn chân hỏa kia đã đuổi kịp Hoàng Côn, mang theo lực lượng thiêu đốt bao trùm lấy hắn ta. A, à, giờ khắc này, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng khắp thiên địa, thân thể Hoàng Côn bị lưu hồn chân hỏa bao trùm, hoàn toàn bị đốt cháy. Bộ dạng thảm thiết như vậy khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ. Đám người Hàn Giang Tuyết và Trình Vũ Hiên đều trợn mắt, gương mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Các nàng không ngờ hôm nay lại thật sự có cường giả cảnh giới vạn pháp ngã xuống ở nơi này ẩm trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bầu trời phía trước bỗng nhiên chấn động từng vết nứt không gian dữ tợn nhanh chóng hiện ra phải biết vết nứt không gian này không phải do kiếm ý hay thương ý huyễn hóa ra mà là thật sự là không gian bị chấn vỡ có cường giả tuyệt thế cách không ra tay nhìn thấy cảnh tượng này hàn giang tuyết cực kỳ bất ngờ rốt cuộc là cường giả gì mới có thể cách không đánh vỡ không gian cách không ra tay chứ đây ít nhất phải là cường giả cảnh giới bất diệt. Lúc này, một cánh tay già nua gầy như que củi thò ra khỏi hư không đen sì, túm lấy hoàng côn đang bị đại hỏa thiêu đốt đi, hình như muốn cứu hắn ta. Trần Mộc cắn răng, trong lòng dâng lên sát ý, lập tức nâng ma kiếm thái cổ lên lần nữa. Nhưng lúc này, hắn thấy một giảm giác đau nhức kịch liệt không thể hình dung nổi lan tràn toàn thân. Tất cả lực lượng hung sát tiêu tan trong nháy mắt, đáng chớt, sắc mặt Trần Mộc cực kỳ khó coi. Trong thời khắc mấu chốt này, Cuối cùng lực phản phệ của lực hung sát cũng đến, cảnh giới của Trần Mộc nhanh chóng sụt giảm, rơi xuống cảnh giới thông thiên. Cùng lúc đó, Trần Mộc cũng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, cơn đau mãnh liệt không thể chịu đựng càng quét cơ thể, hắn trực tiếp ngã từ khâu trung xuống. Trần Mộc nhìn thấy cảnh tượng này, ba người Hàn Giang Tuyết đều giật mình sợ hãi, lập tức vọt lên đón lấy Trần Mộc. Nhưng lúc này, bởi vì phản phệ, Trần Mộc đã hoàn toàn rơi vào hôn mê, không rõ sống chết, mà trên bầu trời bóng dáng hoàng côn cũng đã biến mất rõ ràng đã được vị cường giả thần bí kia cứu đi nhưng lúc này vết nứt không gian trong không trung vẫn chưa biến mất cánh tay gầy như que củi kia lại thò ra hung hăng đập vào đám người trần mộc sát ý ngập trời lộ ra không chút che đậy rõ ràng vị cường giả thần bí này không chỉ định cứu hoàng côn đi mà còn muốn rớt hết đám người trần mộc gương mặt hàn giang tuyết lạnh như băng đứng dậy đánh mạnh một trưởng ra ngoài linh lực hóa thành tấm lụa dài trăm trượng đánh thẳng về phía cánh tay khô già kia chỉ có điều loại công kích đó không hề có chút tác dụng nào với cường giả thần bí kia cả lập tức bị bóp nát tiếp đó cánh tay lớn đó vẫn dùng tốc độ không nhanh không chậm đánh tới trong nháy mắt nó giống như mây đen áp sát mang theo uy áp trí tôn không cách nào ngăn cản đánh đến đỉnh đầu các nàng lão già này hàn giang tuyết cắn chặt hàm răng trắng ngần giờ phút này nàng ta chỉ cảm nhận được sự tuyệt vọng dâng lên trong lòng Nàng ta biết người đang đứng đối diện chắc chắn là lão quái vật nào đó sống ít nhất đã một nghìn năm của thiên ma cung. Lão quái vật kiểu này, dù chân thân không xuất hiện, chỉ cần ra tay từ xa cũng đủ để hủy diệt bọn họ rồi. Hai người Trình Vũ Hiên và Hạ Chỉ Lan cũng mặt mày xám xịt. Giây phút ấy, bọn họ cảm nhận được sự tuyệt vọng khi đối mặt với cái chết. Dầm, đột nhiên, khoảng không trên đầu đám người Hàn Giang tuyết sụp đổ, hình thành một lỗ đen khổng lồ to vạn trượng. Không gian xé rách ở mức này chỉ sợ còn đồ sộ hơn vị cường giả thiên ma cung ban nãy gấp trăm lần cút đi trong hư không đen nhánh giọng nữ lạnh lẽo như hàn băng ngàn năm vang lên đối với loại kiến hôi này nàng ta thậm chí còn không thèm ra tay chỉ tỏa ra một sợi uy áp dầm sức mạnh không có bất kỳ hình thái gì bao phủ trên đầu đoàn người trần mộc bàn tay to thần bí kia lập tức sụp đổ tuyệt thế cường giả trốn trong hư không bên thiên ma cung cảm nhận được tồn tại khủng bố ấy hoảng loạn khép khe không gian lại biến mất tâm giây phút ấy mây mù tan ngày lại sáng mây đen âm u trên trời đều tản đi hết linh lực mạnh mẽ cũng tan theo ba người hàn giang tuyết ngồi sụp xuống đất thở hồn hển quần áo đều bị mồ hôi thấm ướt chúng chúng ta còn sống ư trình vũ hiên dại ra trong giây phút ấy nàng ta cảm thấy bản thân như sắp chết dù là cảnh giới vạn pháp như hàn giang tuyết vẻ mặt cũng tái nhợt một khắc khi nãy nàng ta cũng cảm nhận được sự yếu ớt chưa bao giờ có cảnh giới bất diệt đó là cảnh giới tối cao mà nàng ta khó có thể vươn tới nổi dần dần hàn giang tuyết cũng hồi phục tinh thần lại vẻ mặt hoảng loạn nhanh lên, chúng ta mau rời khỏi đây đi, đừng đứng đây nữa. Nàng ta không dám bảo đảm cường giả thần bí kia có quay trở lại hay không. Nếu có, cả đoàn bọn họ chỉ sợ sẽ bị tiêu diệt hết. Trình Vũ Hiên và Hạ Chỉ Lan nghe vậy cũng bất chấp sự mỏi mệt trên người, vội vàng đứng lên cõng Trần Mộc, nhanh chóng chạy ra ngoài thiên khôi sơn. Trên thực tế, bọn họ nghĩ nhiều quá, vì một tiêu uy áp linh lực ban nãy đủ để dọa đám người thiên ma cung phá mật. Cùng lúc đó, bên trong thiên ma cung, trong một đại điện cổ xưa, có một lão giả tóc bạc trắng đang ngồi xếp bằng đột nhiên mở mắt ra trong đồi đồng tử phủ kín từ khí kia chớt lóe lên tia sợ hãi chán toát mồ hôi lanh có vẻ bị dọa sợ lão cung chủ ngài làm sao vậy một trưởng lão bên cạnh kinh ngạc hỏi hắn ta nghĩ mãi không ra sau khi ra tay từ xa lão cung chủ lại lộ vẻ mặt hoang mang rối loạn như thế lần cuối cùng hắn ta lộ vẻ mặt này là lúc bắc huyền kiếm đế một người một kiếm rớt sạch thiên ma cung đây là lần thứ hai không không có việc gì lão cung chủ bình tĩnh lại xua tay trên khuôn mặt nhăn nheo mơ hồ lộ ra vẻ bối rối hắn không thể hiểu nổi rõ ràng bắc huyền kiếm đế đã rời khỏi lục địa thiên vũ rồi nguồn linh lực khủng bố kia là của ai ban nãy hắn cảm nhận được luồng uy áp linh lực thần bí kia cũng là ra tay từ xa hơn nữa còn không phóng ra bất cứ tia linh lực nào chỉ là một chút uy áp đã đủ nghiền nát thế công của hắn người này nhất định ít nhất cũng là một cường giả cảnh giới bất diệt từ bao giờ trong Nam Châu lại xuất hiện một cường giả cảnh giới bất diệt thứ hai vậy? Trên thực tế, hắn ta nào biết đâu rằng, đây không chỉ là cảnh giới bất diệt, mà còn là cảnh giới thánh hiền hơn xa bất diệt không biết bao nhiêu lần. Tất nhiên, với thực lực hiện tại của hắn ta, hiển nhiên sẽ không tra ra được chi tiết của cường giả thần bí kia. "Thôi, ngươi phân phó xuống, bảo các trưởng lão Thiên Ma cung khác cẩn thận một chút." Lão cung chủ xua tay nói. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Hoàng Côn đang hấp hối trước mặt, vẻ mặt âm trầm như nước hắn ta không thể ngờ rằng dù đã phái ra một cường giả vạn pháp kèm thêm hai cường giả cảnh giới thần tàng vẫn không lấy được gương thiên ma long về đúng là đồ phế vật lão cung chủ tức giận mắng tuy nhiên hắn ta cũng biết tất cả không thể trách hoàng côn hoàn toàn được bởi vì chẳng ai đoán được rằng lần này lại có nhiều biến cố trong chuyến đến di tích thương long tông như thế lão cung chủ bây giờ chúng ta nên làm gì đây ngày đó gương thiên ma long bị kiếm của tên nhãi kia nuốt mất ma kiếm cũng rơi vào tay hắn ta chúng ta có cần phái người cải trang lẻn vào linh tiêu tông cướp lại về không một trưởng lão lên tiếng hỏi hừ cải trang ư cải trang kiểu gì ngươi nói cho bổn tọa nghe thử lão cung chủ lạnh lùng nhìn hắn cái đó trưởng lão kia cúi đầu không nói nên lời đã không thông minh thì đừng lượn lờ quanh đây lão cung chủ lạnh lùng nói linh tiêu tông là một trong ba đại tông môn đất nam châu có vài vị cường giả cảnh giới vạn pháp mà tông chủ linh tiêu tông cũng không phải kẻ hiền lành gì muốn lẻn vào đó còn khó hơn lên trời thế nhưng bọn họ nhất định phải lấy lại thanh kiếm trong tay Trần Mộc về, vì nó đã cắn nút gương thiên ma long. Nếu không có gương thiên ma long, kế hoạch xưng bá Nam Châu của họ không thể triển khai tiếp được. Lúc này, lão cung chủ nghĩ tới gì đó, trầm giọng hỏi, bổn tọa nhớ, hai tháng sau là ngày tam tông tranh tài đúng không? Trưởng lão gật đầu nói, đúng vậy, hai tháng nữa sẽ là ngày diễn ra tam tông tranh tài hàng năm ở Nam Châu. Đến lúc đó, Linh Tiêu Tông, Thất Huyền Tông và Thiên Ảnh Tông sẽ tụ tập lại, tổ chức một buổi thi đấu quy mô lớn. Lão Cung Chủ, ngài hỏi cái này làm gì lão công chủ cười lạnh nói mặc dù chúng ta không thể lẻn vào linh tiêu tông nhưng chúng ta có thể động tay động chân trong buổi tam tông tranh tài chỉ cần trần mộc tham gia vào ngày đó thiên ma cung chúng ta không sợ không lấy được ma kiếm về lão công chủ anh minh thần võ trưởng lão vội vàng cung kính bái lại trầm giọng nói dẫn hoàng côn đi dưỡng thương đi lão công chủ khoát tay không thèm nghe tên kia nịnh nọt nhưng nhớ đến thiếu niên mới chỉ 17 tuổi kia trong lòng lão ta có chút bất an khoảng hai ngày sau mấy người hàn giang tuyết chạy hết tốc lực rốt cục họ cũng thoát khỏi nguy cơ từ phía từ ngọn núi thiên khôi mặc dù di tích của thương long tông vô cùng nguy hiểm nhưng nhóm nhỏ chỉ bốn người bọn họ lại may mắn không có ai bỏ mạng tuy nhiên do hấp thu quá nhiều lực hung sát trần mộc rơi vào trạng thái phản phệ nghiêm trọng rồi hôn mê bất tỉnh cho dù hàn giang tuyết đã nhét rất nhiều đan dược trị thương vào miệng hắn thì vẫn không có tiến triển gì hàn tỷ trần mộc như thế này thì chúng ta nên làm gì đây ạ trịnh vũ hiên và hạ chỉ lan nhìn thấy trần mộc vẫn liên tục hôn mê trong lòng họ bồn chồn lo lắng, Hàn Giang Tuyết nhíu chặt mày, hai ngày qua, nàng ấy cũng từng kiểm tra kỹ càng cơ thể của Trần Mộc, hiện tại vết thương của Trần Mộc có thể dùng câu trăm ngàn lỗ thủng để hình dung, nếu không phải sức sống của thằng nhóc này quá kiên cường, chỉ e là người khác thì giờ đã đi đời từ lâu, nhưng mà, tình hình hiện tại của Trần Mộc không quá lạc quan, tuy vẫn còn hơi thở nhưng lại yếu vô cùng, bất cứ lúc nào cũng mấp mé giữa ranh giới tử vong. Với thực lực của cảnh giới thông thiên đi chiến đấu với hai cường giả của cảnh giới vạn pháp hắn đã phải trả giá rất nhiều ta biết một nơi rất có thể sẽ giúp được trần mộc hàn giang tuyết ngẩng đầu lên nàng bỗng nói trịnh vũ hiên và hạ chỉ lan cùng nghi ngờ nhìn lại nhưng ngay sau đó hình như các nàng cũng nhớ ra điều gì ánh mắt nghiêm túc hẳn nàng nói đi thôi đi thử xem mấy người hàn giang tuyết lại quay trở về thành viên long lần nữa trước đó bởi vì di tích thương long tông xuất thế tòa thành to lớn cổ xưa này nô nức tiếng người nhưng còn bây giờ từ khi di tích của thương long tông biến mất lượng người trong thành ít nhất đã giảm đi một nửa nhưng mà dù là như thế với vị trí địa lý của tòa thành viên long này cho dù có ít người đi nữa thì cũng vẫn huyên náo như trước vừa vào trong thành các tử lâu và khách sạn trên các tuyến đường lớn có rất nhiều khách nhân đều đang bàn luận về những chuyện xảy ra trong di tích của thương long tông lần này trong lời kể của họ ẩn chứa vẻ khiếp sợ khó mà che giấu được ta nghe nói ấy lần này có hơn vạn võ đạo cường giả đến di tích của thương long tông không ngờ người có thể sống sót trở ra lại không quá ngàn người Tỷ lệ tử vong ở nơi nguy hiểm như vậy cao đến mức đáng sợ thật. Đúng đấy, ta nhớ một trong những gia tộc võ đạo lớn là nhà họ Dương cũng hao tổn hơn một nửa cường giả tinh anh ở trong di tích của Thương Long Tông này. Mấy người lại gần đây, ta lén kể cho cho các ngươi nghe một bí mật, lần này bảo tàng thần bí nhất trong di tích của Thương Long Tông không phải là bảo khí võ học gì cả, mà là một cái ma kính. Ma kính? Ma kính gì kia? Có người tò mò nhích lại gần, vội hỏi. Nghe đồn chiếc ma kính này được đúc từ đồng thau, lấy máu của trẻ con tưới lên, gương cao ngàn trượng đây cũng chính là vật phẩm do thiên ma cung và thương long tông liên thủ chế tạo thành vô cùng lợi hại đấy lần này thiên ma cung đến đây cũng là vì ma kính so với kính thiên ma long bảo khí bây giờ chúng ta cầm trong tay chẳng khác gì sắt vụn vậy rốt cuộc cái ma kính này thuộc về ai ai mà biết được ta chỉ biết là sau khi di tích của thương long tông đổ nát kính thiên ma long cũng biến mất theo luôn bên trong khách sạn rất nhiều khách hứa đều hoảng hốt nhìn sang bởi tòa thành gần núi thiên khôi nhất chính là thành viên long vì lẽ đó trong di tích của thương long tông xảy ra chuyện gì tin tức sẽ lan truyền đến thành viên long trước mà liên quan tới tình hình chiến trận trong di tích của thương long tông hiện tại trong thành có rất nhiều võ giả cho nên họ cũng hiểu được đôi phần nhưng mà e sợ là chẳng ai ngờ được kính thiên ma long đã biến mất qua lời mọi người vào giờ phút này đây nó lại nằm trên người thiếu niên hôn mê bên cạnh họ hàn tỷ tính ra thằng nhóc này cũng nổi tiếng rồi đi trên đường phố trình vũ hiên nghe được mấy lời bàn tán này nàng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng than thở hàn giang tuyết nhíu chặt mày cũng thở thắn một tiếng nổi tiếng kiểu này cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì bây giờ tin đại chiến với mấy người hoàng côn của thiên ma cung còn chưa chuyển tới đây đợi đến khi tin tức được cập nhật chuyện kính thiên ma long giấu trên người trần mộc sẽ khó che giấu được đến lúc đó chỉ sợ sẽ có nhiều kẻ liều mạng để ý thằng nhóc này hiện tại chuyện quan trọng nhất là phải nghĩ cách giúp thằng nhóc này tỉnh lại đã nói xong hàn giang tuyết cõng trần mộc đi vào một hẻm nhỏ ít người không lâu sau các nàng rẽ qua bảy tám khúc quanh đi tới một quán rượu nhỏ hẻo lánh và đổ nát. Trần Mộc từng dẫn các nàng đi tới quán rượu sập sệ này, sự thần bí trong đó là điều mà ngay cả Hàn Giang Tuyết cũng cảm thấy sợ hãi và kiên kỵ. Các nàng có thể mơ hồ nhận ra được, chủ nhân của quán rượu nhỏ này chắc chắn không đơn giản. Hiện tại đây là nơi duy nhất các nàng có thể gửi gắm hy vọng được, cũng chỉ có bà chủ của quán rượu này mới làm được những chuyện các nàng không thể làm. Mà lúc mấy người bọn họ đến quán rượu, họ lại kinh ngạc phát hiện ra một bé gái khoảng tầm 7, 8 tuổi trên người mặc váy đen đang đứng ở trước cửa quán rượu đôi đồng tử màu đen hổ phách nhìn các nàng giống như thể nàng ấy đã sớm biết trước mấy người hàn giang tuyết sẽ đến đây tìm mình vì vậy mới cố ý đứng ở đó chờ họ gò má của hàn giang tuyết thoáng run lên vội vàng cung kính cúi chào nàng ấy tiền bối a lộ ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn trần mộc đang hôn mê bất tỉnh phía sau nàng thản nhiên nói vào đi nói xong nàng chắp hai tay sau lưng đi vào trong quán rượu cơ thể nhỏ nhắn mềm mại là vậy nhưng giọng nói và điệu bộ của nàng ấy lại toát lên khí chất của cao nhân cảm giác tương phản này từng khiến mấy người hàn giang tuyết cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng bây giờ các nàng lại không thấy vậy nữa ngược lại là nhiều hơn đôi phần kính nể mấy người hàn giang tuyết vội vàng đi theo sau khi bước vào quán rượu lâu năm hàn giang tuyết trầm ngâm một chút nàng đặt trần mộc nằm sau lưng mình xuống không lâu sau a lộ bước nhỏ từ tốn đi tới trong tay còn cầm một thùng rượu đặt ở trên bàn uống đi a lộ nói tiền bối bọn ta đến đây không phải để uống rượu hàn giang tuyết nhìn sang thùng rượu này nàng giờ khóc giờ cười rồi vội vàng giải thích các nàng biết loại rượu hầu đào thần bí này có thể xóa đi mệt mỏi trong thân thể bọn họ nếu là trước kia nhất định các nàng sẽ coi như chân bảo chỉ ước được uống sạch mà thôi nhưng mà bây giờ các nàng không có tâm trạng uống rượu thật a lộ biết bọn họ đang lo lắng chuyện gì nàng ấy thản nhiên nói mạng hắn cương lắm không chớt được đâu mấy người cứ nâng cốc uống trước đi đời trước Trần Mục từng lượn qua mấy vùng đất tử vong, nguy hiểm gấp chục lần so với di tích của Thương Long Tông hiện tại. Hơn nữa có lúc hắn còn bị thương kinh khủng hơn thế này nhiều mà cũng không chết được, chút vết thương này không đủ lấy mạng của hắn đâu. Nói xong, nàng xoay người định đi, lúc này, Hàn Giang Tuyết bỗng tỏ vẻ xoắn xít, cuối cùng nàng ấy vẫn cắn răng, hỏi, "Tiền bối, xin hãy chờ một chút. Trước đó lúc ở núi Thiên Khôi, có là chính ngài đã ra tay cứu bọn ta phải không?" Đôi mắt của Hàn Giang Tuyết sáng bừng nhìn A Lộ, hỏi, a lộ dừng lại một lúc nhưng không trả lời mà tiếp tục đi về phía cuối con đường lá phong hàn giang tuyết thấy vậy cũng không hỏi thêm gì nữa không trả lời đã là câu trả lời rồi nàng ta chắp tay về phía bóng dáng nhỏ bé của a lộ cảm tạ tiền bối trịnh vũ hiên và hạ chỉ lan bối rối nhìn hàn giang tuyết hành động của chủ quán khiến họ có hơi khó hiểu như thể đối phương không hề lo lắng về vết thương của trần mộc vậy nếu chủ quán đã cho phép thì chúng ta uống thôi nghe lời nàng đi hàn giang tuyết nghiến răng trầm giọng nói nhìn thùng rượu trước mặt nàng ta không chần chừ nữa lập tức rót ra một bát và uống cạn loại rượu mà a lộ lấy ra lần này hơi khác một chút khi vào miệng không những không có cảm giác cay nồng của rượu mà còn có mùi hoa đào nồng đậm quẩn quanh trong miệng một cảm giác nồng nàn mà êm dịu khiến người ta vấn vương không dứt điều quan trọng nhất là sau khi uống ngụm rượu này thần kinh đang căng thẳng của nàng ta đã hoàn toàn được thả lỏng như thể mọi gánh nặng đã được chút bỏ vậy ngoài ra cơ thể đầy thương tích của nàng ta cũng lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường có thể nói loại rượu này chính là một loại thần dược chữa bệnh cái này hàn giang tuyết há miệng cảm nhận được biến đổi kỳ diệu trong cơ thể mình tỏ ra vô cùng ngạc nhiên loại rượu kiwi này giống như một dòng suối ngọt ngào khi chảy qua kinh mạch tứ chi và xương cốt toàn thân giống như những cái giếng đã khô cạn từ lâu tham lam hấp thụ từng chút năng lượng thần bí chứa trong rượu không chút do dự nàng ta rót thêm vài bát rượu nữa rồi uống cạn không đến nửa nén nhang vết thương trên người nàng ta đã hồi phục gần như bảy phần ngay cả linh lực đang nhộn nhạo trong cơ thể nàng ta cũng dần dần trở nên mạnh mẽ hơn, cảnh giới của nàng ta dường như đã tăng lên rất nhiều. Trình Vũ Hiên và Hạ Chỉ Lan ở bên cạnh thấy thế thì hai mắt sáng lên vẻ ngạc nhiên, vội vàng làm theo Hàn Giang Tuyết, rót mấy bát rượu ra uống thử. "Rượu ngon!" Trình Vũ Hiên cũng kêu lên. Không mất bao lâu, cơ thể đầy vết thương của nàng ta chợt trở nên nhẹ nhàng vô cùng, vết thương đang lành lại với tốc độ cực nhanh, linh lực cũng trở nên dồi dào. Hạ Chỉ Lan ở bên cạnh nàng ta, sau khi uống mấy bát rượu lớn, Toàn thân thậm chí còn tỏa sáng rực rỡ, bao phủ trong ánh sáng xanh lục, vốn dĩ nàng ta đang mắc kẹt ở cảnh giới thông thiên cấp thứ 9, nhưng vào lúc này lại đột phá, chính thức bước vào cảnh giới thần tàng. Đây là, Hạ Chỉ Lan bối rối ngẩng đầu lên, cảnh giới thần tàng này, nàng ta vốn tưởng rằng mình sẽ phải kẹt ở ở đây 2 3 tháng, không ngờ có thể đột phá dễ dàng như vậy. Điều này quá dễ dàng, dễ dàng đến mức Hạ Chỉ Lan cảm thấy thế giới này có hơi không chân thực. Chủ quán này đúng là thần bí thật. Hàn Giang Tuyết nhìn rượu trong bát, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp hàn tỷ lúc này trình vũ hiên đột nhiên đưa trần mộc đang thoi thóp lên trên trên bàn rượu trên mặt lộ ra một nụ cười xấu xa cho tên nhóc này uống đi hàn giang tuyết cười khổ tuy nhiên đây có lẽ là một ý tưởng tốt nói không chừng chủ quán lấy rượu này ra là để chữa thương cho trần mộc nói là làm hàn giang tuyết cũng không do dự nữa ba cô gái bắt tay nhau rót rượu cho trần mộc màn đêm dần buông xuống ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi gió khẽ thổi qua quán rượu cũ kỹ đổ nát rơi vào im lặng hàn giang tuyết và những người khác đều ngủ gục trên bàn vì uống quá nhiều rượu thùng rượu kiwi đầy ắp đã trống rỗng chỉ còn vài chiếc bát lớn nằm rải rác trên sàn hương thơm nồng nàn của hoa đào vẫn còn vương vấn rất lâu trong không khí nhìn từ xa có thể nhìn thấy rừng phong với những chiếc lá đỏ bay phấp phới ánh trăng lạnh lẽo như những sợi cát bạc xuyên qua kẽ hở giữa những lớp rừng phong chiếu lên thảm cỏ xanh nhiều loại hoa do a lộ trồng đang nở rộ trên bãi cỏ thi thoảng lại tỏa ra hương thơm ngào ngạt những con chim trong rừng dường như bị thu hút bởi mùi thơm của rượu chốc chốc lại đậu trên cành cây phong trong màn đêm yên tĩnh này khung cảnh thật dễ chịu không biết đã ngủ bao lâu trần mộc chậm rãi mở mắt ra thứ hắn nhìn thấy chính là quán rượu quen thuộc hắn mím môi cảm nhận được hương rượu nồng đậm còn sót lại trong miệng trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên sau đó hắn từ từ bò dậy nhìn xung quanh hắn phát hiện ba người hàn giang tuyết trình vũ hiên và hạ chỉ lan đều đang say sưa nằm trên bàn rượu gò má thanh tú xinh đẹp của họ hiện lên một vệt ửng hồng và cả ba đều bất tỉnh nhân sự. Sao lại say nữa rồi? Trần Mộc cười khổ. Sau đó, hắn liếc nhìn những bát rượu nằm ngổn ngang trên mặt đất, cầm một bát lên, người thấy mùi rượu còn sót lại trong đó, trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Không cần đoán thì hắn cũng phần nào biết nơi này đã xảy ra chuyện gì. Đây là rượu hoa đào, Trần Mộc ngạc nhiên nói. Đây là loại rượu đặc biệt mà A Lộ chân quý, rượu kiwi vốn không có cửa để so sánh. Rượu kiwi có thể gột rửa mọi mệt mỏi trên cơ thể con người, còn loại rượu hoa đào này, ngoài việc xua tan mệt mỏi, còn có tác dụng trị thương, bởi rượu bên trong được làm từ nước suối sinh mệnh, chứa đựng tinh hoa sinh mệnh cực cao, có tác dụng chữa lành vết thương cho các võ giả bị thương nặng cực kỳ hiệu quả, vô cùng hiếm có. Trước đây, Trần Mộc từng xin A Lộ mấy bình rượu hoa đào, như lần nào cũng bị từ chối thẳng thừng, lần này lại hào phóng đưa ra hẳn một vò khiến hắn rất ngạc nhiên. Trần Mộc nắm chặt nắm tay, nhìn vào cơ thể mình phát hiện cơ thể thủng lỗ chỗ do phản phệ vì sức mạnh của hung thần đã hồi phục đến 9 phần dưới tác dụng của tinh hoa sinh mệnh trong rượu hoa đảo. Hơn nữa, linh lực trong linh hải của hắn đã tăng lên rất nhiều. Bây giờ, hắn đã đột phá từ cảnh giới thông thiên tầng thứ tư lên đến tầng thứ sáu. Chỉ trong một lần, hắn đã lên thêm được hai tầng nữa. Đây là một thu hoạch vô cùng lớn. Tỉnh rồi à, trong lúc Trần Mộc nhìn vào bên trong cơ thể, giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái đột nhiên vang lên phía sau. Trần Mộc quay đầu nhìn lại, thấy A Lộ đứng sau lưng mình, Mặc bộ váy đen ngàn năm không thay đổi, khóe miệng hơi cong, đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn với vẻ giễu cợt. Đường đường là Bắc Huyền Kiếm Đế một thời mà lại bị đánh ra như vậy, đúng là mất mặt, A Lộ không khách khí chế diễu. "Này, này, ngươi không thấy cảnh giới trên lệch bao nhiêu sao? Ta dùng cảnh giới Thông Thiên Đơn Phương khiêu chiến với hai cường giả cảnh giới Vạn Pháp, năm đó ngươi có thể làm được không? Ngươi không làm được mà còn dám chế nhạo ta." Trần Mộc nhếch môi, khinh thường nói: "Hừ, ngươi còn dám khoác lác trước mặt ta?" Nếu như cuối cùng bản tọa không ra tay thì ngươi cho rằng bây giờ ngươi còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ta sao?" A Lộ chống tay lên eo, khuôn mặt tròn trịa và non nớt lộ ra vẻ không chịu thua. Chỉ ở trước mặt Trần Mộc, A Lộ mới giống như một cô gái bình thường, có buồn vui giận hờn. Đàn ông tốt thì không đấu với phụ nữ, Trần Mộc cong môi, ngừng cãi vã với A Lộ. Hắn từ từ mở lòng bàn tay ra, và khi ánh sáng tụ lại, một ma kiếm cổ xưa dường như bị phong ấn bởi một lời nguyền bí ẩn hiện lên trong lòng bàn tay hắn. Ma kiếm vừa xuất hiện, năng lượng tà ác cùng bạo bên trong tràn ra như một trận lũ không thể kiểm soát chỉ trong chốc lát đã bao trùm quán rượu không thể tiêu tan a lộ ngươi xem đây là cái gì trần mộc cười khẽ nhìn thấy ma kiếm cổ xưa này đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp của a lộ lộ ra vẻ ngạc nhiên mặc dù ma kiếm cổ xưa này đang ở trạng thái bị chấn áp và phong ấn nhưng a lộ có thể cảm nhận được linh hồn tà ác ẩn chứa trong nó đáng sợ đến mức nào bàn tay nhỏ bé của a lộ hơi duỗi ra không gian khẽ dao động ngay lập tức ma kiếm cổ xưa lơ lửng trong lòng bàn tay trần mộc bay ra và rơi vào tay a lộ lúc đầu ma kiếm cổ xưa vẫn sẽ phát ra một số rung động chống cự phóng ra hơi thở hung hãn cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát của a lộ tuy nhiên khi a lộ nhẹ nhàng giải phóng một tia linh lực của thánh hiền giả sự kháng cự của thanh kiếm ma thuật cổ xưa lập tức biến thành một loại sợ hãi và sự hung dữ trong đó dường như bị một thế lực khủng khiếp nào đó chấn áp lập tức trở nên im lặng còn ngoan ngoãn hơn khi nằm trong tay của trần mộc trần mộc thấy vậy thì bĩu môi ra vẻ cạn lời thanh ma kiếm cổ xưa này đúng là mềm nắn rắn buông lúc này trần mộc cũng kể lại những chuyện đã xảy ra trong di tích thương long tông sau khi nghe hết mọi chuyện trong mắt a lộ lộ ra chút ngạc nhiên ngươi nói thanh kiếm này nuốt chừng gương thiên ma long nên mới biến thành như bây giờ đúng vậy trần mộc gật đầu nói ta chưa bao giờ gặp phải bảo vật nào có thể nuốt trừng thần khí khác cả ngươi có thể nhìn ra lai lịch của thanh kiếm này không thật ra trong lòng trần mộc có hơi sợ hãi vì thứ này có thể nuốt cả những thứ tà ác như gương thiên ma long không có gì đảm bảo về sau liệu có một ngày nó sẽ nuốt chửng hắn hay không a lộ cầm thanh ma kiếm lên quan sát cẩn thận đôi bàn tay mềm mại của cô bé chạm vào một số hoa văn phát sáng trên thanh kiếm một năng lực cảm ứng siêu mạnh bao phủ lấy nó như thể đang kiểm tra điều gì đó trần mộc cũng không quấy dày cô bé mà yên lặng chờ đợi suy cho cùng a lộ là người hiểu biết rộng rãi là cường giả hiếm hoi đạt tới cảnh giới thánh hiền giả có thể nghe và thấy được được nhiều điều trên bàn tay như ngọc của a lộ một luồng ánh sáng đen tối phóng ra kèm theo một loại linh lực mẽ nào đó đầu ngón tay mềm mại của cô bé nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm tất cả đường nét cổ xưa trên thanh kiếm đều sáng lên sau đó ánh sáng đen tối này xuyên vào với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được đôi mắt của a lộ từ từ nhắm lại thời gian chậm rãi trôi qua sau khoảng một nén nhang a lộ cau mày mở mắt ra trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên và ngờ vực sao rồi có phát hiện được gì không trần mộc vội vàng hỏi a lộ trả lời ta cảm thấy thanh kiếm này hình như còn sót lại một ít sức mạnh quy luật từ thời xa xưa cách đây hàng chục nghìn năm nhưng ta không thể tìm ra đó là sức mạnh quy luật cụ thể nào dù sao cũng đã quá lâu rồi tuy nhiên ta có thể tra ra được trong thanh kiếm này có một kiếm linh nhưng kiếm linh này hình như bị trọng thương đang trong trạng thái hôn mê sức mạnh quy luật trong mắt trần mộc lộ ra vẻ ngạc nhiên hắn không bao giờ ngờ rằng thanh kiếm này còn có sức mạnh quy luật hơn nữa còn là sức mạnh mà a lộ không thể phát hiện được phải biết rằng a lộ đã ở cảnh giới thánh hiền giả và sự hiểu biết của cô bé về pháp tắc đã đạt đến trình độ cực kỳ cao trần mộc nói ta cũng cảm giác được có kiếm linh nhưng đến bây giờ hình như kiếm linh này vẫn không có động tĩnh gì nó có thể chứa đựng sức mạnh quy luật từ thời cổ xưa đây là một thanh kiếm lẽ ra phải được đeo bởi một cường giả từ thời cổ đã ít nhất đã đạt đến cảnh giới của thánh hiền giả tiểu tử ngươi cũng may mắn thật không đâu lại nhặt được nó a lộ cười khẽ nhưng khi đề tài thay đổi gương mặt cô bé chợt trở nên nghiêm nghị tuy nhiên ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm thanh kiếm này vốn đã ẩn chứa một ít tà khí cổ xưa bây giờ lại nuốt trừng gương thiên ma long tà khí càng mạnh hơn nếu sử dụng trong thời gian dài có thể sẽ gây ra tổn hại đáng kể cho chủ sở hữu thanh kiếm vì vậy hãy cẩn thận trần mộc gật đầu nói ta biết rồi khi hắn mua thanh kiếm này ông chủ còn nói rằng những người chủ chức của thanh kiếm này đều chớt bất đắc kỳ tử mà bây giờ thiên tùng vân kiếm đã nuốt trừng gương thiên ma long tà khí càng trở nên mạnh mẽ hơn sau đó a lộ trả lại thanh ma kiếm cho hắn sau khi cầm lấy thanh kiếm trần mộc lại giấu nó vào trong người lúc này a lộ đột nhiên nhìn về phía ba cô gái đang ngủ ngon lành trên bàn mặc dù dáng vẻ khi ngủ của ba người có hơi khó coi nhưng khóe môi a lộ chợt cong lên một nụ cười bạn của người cũng không tồi đâu hả trần mộc nghe xong ngẩng đầu lên có hơi khó hiểu nhìn cô bé theo hắn nhớ thì đây dường như là lần đầu tiên a lộ khen ngợi ai đó đêm dài cuối cùng cũng qua nhóm của trần mộc qua đêm trong quán rượu của a lộ phải đến sáng sớm ba người hàn giang tuyết trình vũ hiên và hạ chỉ lan mới thức dậy ba cô gái vươn vai như thể đã ngủ một đêm dài thoải mái đang dụi mắt buồn ngủ thì nhìn thấy trần mộc ngồi trước mặt mỉm cười nhìn họ cuối cùng các cô cũng tỉnh rồi trần mộc cười nói trần mộc ba cô gái nhìn thấy trần mộc không khỏi giật mình lập tức phản ứng lại nhanh chóng đứng dậy lo lắng nhìn hắn vết thương của ngươi thế nào rồi đã không có gì nghiêm trọng nữa sau khi uống rượu hoa đào Vết thương cơ bản đã khỏi rồi, Trần Mộc mỉm cười. Nghe vậy, ba cô gái không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế, tảng đá lớn treo trong lòng cuối cùng cũng hạ cánh an toàn. Lúc đầu, bọn họ còn lo lắng sau khi bị tà khí phản phệ dữ dội, linh căn của Trần Mộc sẽ bị tổn hại hoặc sẽ có di chứng gì. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Trần Mộc vẫn có tâm trạng cười nói với họ, họ biết rằng những lo lắng của mình đã quá dư thừa rồi. Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của ba người phụ nữ, ánh mắt Trần Mộc dần dần dịu đi, nhẹ nhàng nói: Chuyến đi lần này các cô đã vất vả rồi, cảm ơn nhé. Sau khi Trần Mộc bất tỉnh, mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng đêm qua hắn vẫn biết được một số thông tin qua lời kể của A Lộ. Khi lão công chủ của Thiên Ma cung ra tay từ xa, nhóm Hàn Giang Tuyết đã không chút do dự lao ra chắn trước mặt Trần Mộc. Có thể thấy, ba người phụ nữ này đều là những người đáng tin cậy. Ngươi nói vậy là khách khí rồi, chúng ta là đồng đội mà. Hơn nữa, nếu không phải một mình ngươi đánh bại Tần Thạch Long và Hoàng Côn thì chúng ta cũng không thể trốn thoát. Hàn Giang Tuyết cười nói: Trịnh Vũ Hiên nghiến răng nghiến lợi, căm hận nói, đáng tiếc là để Tần Thạch Long chạy mất, Hoàng Côn cũng được Thiên Ma cung cứu đi, nếu không, chúng ta chắc chắn sẽ rớt chết bọn chúng. Hạ Chỉ Lan lắc đầu thở dài, cường giả đạt tới cảnh giới vạn pháp không dễ rớt như vậy đâu. Nhưng dù thế nào đi nữa, ít nhất cũng chúng ta cũng thoát khỏi nguy hiểm, hơn nữa đều thu hoạch được khá nhiều thứ. Ba người phụ nữ nhìn nhau mỉm cười, trong lòng dâng lên sự ấm áp. Sau chuyến đi này, mối quan hệ giữa họ dường như trở nên bền chặt hơn, dù sao họ cũng đã cùng nhau vào sinh ra tử, hơn nữa, trong chuyến đi tới tàn tích của Thương Long Tông, mỗi người đều có được những thu hoạch lớn. Hạ Chỉ Lan thu được một cây thương cổ cấp bậc cao trong di tích, Trịnh Vũ Hiên và Trần Mộc cùng nhau lấy được một số lượng lớn linh thạch cao cấp và Hàn Giang Tuyết có được một bộ võ thuật cổ xưa cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù quá trình này vô cùng nguy hiểm nhưng cuối cùng cũng may mắn không có chuyện gì xảy ra. Trần Mộc thấy vậy thì mỉm cười, tâm trạng cũng vui vẻ hắn nói nếu đã nghỉ ngơi đầy đủ thì chúng ta trở về thôi đã đến lúc quay về linh tiêu tông rồi đã gần một tháng trôi qua kể khi rời môn phái so với cảm giác lo lắng khi ra đi mọi người đều cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi trở về chỉ tiếc là mục đích rời môn phái ban đầu là để tìm đám đệ tử lăng thiên vũ nhưng cuối cùng chỉ có thể tìm thấy xương cốt của họ trong di tích của của thương long tông tuy nhiên sau khi biết lăng thiên vũ và những người khác đã chết hàn giang tuyết mặc dù cảm thấy có hơi tiếc nuối nhưng cảm giác đó cũng dần dần biến mất trong quá trình theo đuổi võ đạo đỉnh cao không ai có thể đảm bảo rằng mình sẽ đi đến cuối cùng những thiên tài chớt giữa chừng nhiều như cát trong sa mạc đây cũng chính là số phận của nhóm lăng thiên vũ vậy nên hàn giang tuyết cũng không còn nhắc đến chuyện này nữa bây giờ dưới tác dụng từ rượu hoa đào của a lộ vết thương của mọi người đã bình phục thực lực cũng được cải thiện đáng kể trên đường trở về cũng không gặp phải quá nhiều khó khăn cuối cùng sau hành trình 5 ngày mọi người cuối cùng cũng trở về linh tiêu tông đứng trước cổng núi cao chót vót Trình Vũ Hiên hít một hơi thật sâu, cười khẽ, sao tôi lại cảm thấy sau một tháng, không khí ở Linh Tiêu Tông đã trở nên trong lành hơn rất nhiều nhỉ. Hàn Giang Tuyết nghe vậy thì lắc đầu, mỉm cười bất lực, trong môn phái, tuy rằng cạnh tranh tàn khốc, nhưng vẫn bình yên hơn nhiều so với bên ngoài. Dù sao, trong môn phái mặc dù không có nhiều ràng buộc, nhưng ít nhất vẫn có một số quy tắc, không giống như việc cướp bóc và rớt chóc vô tội vạ như ở bên ngoài. Trình Vũ Hiên mỉm cười đồng ý, sau khi trở lại Tông Môn, thần kinh căng thẳng của họ cuối cùng cũng đã thoải mái hơn rất nhiều đi nào hàn giang tuyết phất tay và dẫn mọi người về phía dãy núi sau hơn một tháng môn phái rộng lớn này không có nhiều thay đổi dưới những tia nắng vàng ấm áp hoa cỏ trong rừng ánh lên màu xanh mơn mởn vạn vật đều tràn đầy sức sống so với thế giới tàn khốc bên ngoài nơi tu luyện tựa như tiên cảnh này vẫn yên bình hơn mặc dù vậy đôi khi ở đây cũng có những cuộc tranh giành tài nguyên và thậm chí là tàn sát lẫn nhau tuy nhiên đây là nơi chú trọng đến vai vế những bậc tiền bối sẽ không tham gia vào những trận chiến giữa các đệ tử trẻ đấu qua đấu lại thì cũng chỉ là một nhóm thanh niên đánh nhau kẻ địch dù mạnh đến đâu cũng chỉ ở trong cảnh giới thần tàng nhưng bên ngoài không có cái gọi là vai vế vì lợi ích ngay cả các cường giả cảnh giới vạn pháp cũng sẽ ra tay bất chấp vai vế vì vậy nếu so ra thì những trận chiến trong linh tiêu tông vẫn nằm trong quy tắc nhóm của trần mộc nhanh chóng đi qua một lúc sau họ đã đến một dãy núi với những điện đài nguy nga dần dần trần mộc cũng phát hiện ra một số điều không bình thường trước đây linh tiêu tông rất nổi tiếng dù sao đệ tử cũng có cả chục nghìn người khi đi ra ngoài có thể nhìn thấy đệ tử của bốn đại điện mặc trang phục tu luyện ở khắp nơi nhưng bây giờ những đệ tử này dường như đã biến mất toàn bộ tông môn chỉ còn lác đác một ít đệ tử có thực lực khá yếu những người khác dường như đều đang trốn đi xảy ra chuyện gì vậy sao linh tiêu tông lại trở nên yên tĩnh như vậy trần mộc nhìn hàn giang tuyết có hơi khó hiểu hàn giang tuyết mỉm cười ngươi không biết phải không qua hai tháng nữa sẽ diễn ra sự kiện thường niên vô cùng lớn ở nam châu của chúng ta ngày hội tam tông tranh tài bây giờ phần lớn đệ tử đã tiến vào trạng thái bế quan đương nhiên là phải yên tĩnh rồi tam tông tranh tài đó là cái gì trần mộc hỏi cái gọi là tam tông tranh tài đúng như tên gọi là một cuộc tranh tài lớn giữa ba môn phái lớn khi đó đệ tử của ba môn phái lớn là thất huyền tông linh tiêu tông và thiên ảnh tông sẽ tập hợp lại để tổ chức một cuộc thi đấu lớn trận tranh tài này có liên quan đến thể diện của tông môn không chỉ rèn luyện năng lực chiến đấu sinh tử của các đệ tử ưu tú mà còn để chứng kiến sự trưởng thành của các đệ tử trong ba đại môn phái sau một năm qua nghe thì có vẻ hay nhưng bản chất của tam tông tranh tài này thực ra lại chính là khiêu chiến mục tiêu khiêu chiến năm nay sẽ đến lượt lăng tiêu tông của chúng ta nói cách khác đến lúc đó thất huyền tông và thiên ảnh tông sẽ đến linh tiêu tông chúng ta để khiêu chiến nếu chúng ta bảo vệ thành công thì danh tiếng của lăng tiêu tông chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều còn nếu không chúng ta sẽ mất hết thể diện cơ hội và nguy cơ cùng tồn tại hàn giang tuyết giải thích cặn kẽ khiêu chiến cũng thú vị đấy chứ trần mộc gật đầu hiểu ra khẽ mỉm cười hắn thực sự không ngờ rằng trong ba môn phái lớn này lại có chuyện khiêu chiến lẫn nhau tuy nhiên điều này thực sự có lợi cho sự phát triển của các đệ tử quan điểm quản lý của môn phái luôn là tuyển chọn những anh tài và tập trung nguồn lực vào tay những thiên tài có khả năng đặc biệt loại hình thức khiêu chiến này cũng có thể cho mỗi môn phái biết liệu các môn phái khác gần đây có thêm những mầm non mới hay không hàn giang tuyết khẽ mỉm cười tiếp tục giải thích trong tam tông tranh tài ngoại trừ các để đệ tử thân truyền ra bất kỳ đệ tử nội môn nào cũng có thể tham gia chiến đấu bất cứ ai có thể tạo ra cống hiến lớn cho môn phái của mình trong tam tông tranh tài sẽ có thể thăng cấp làm đệ tử thân truyền rất nhiều đệ tử thân truyền hiện giờ trong tông môn của chúng ta đều được tuyển chọn từ tam tông tranh tài đấy đừng coi thường danh hiệu của những đệ tử thân truyền này sự đãi ngộ mà bọn họ có thể nhận được không phải đệ tử nào cũng so sánh được đâu một trong số đó là khả năng tự do ra vào tứ tượng tinh tú môn vì vậy để có thể trở thành đệ tử thân truyền mỗi lần trước khi tam tông tranh tài diễn ra tất cả đệ tử đều sẽ luyện tập như điên để có thể trở nên nổi bật trong tam tông tranh tài ra là vậy trần mộc gật đầu cảm thán bây giờ trong tay hắn đã có một tấm lệnh bài của tứ tượng tinh tú môn rồi nhưng hắn vẫn chưa tiến vào nếu có thời gian hắn có thể vào xem thử trải nghiệm trước cách một đệ tử thân truyền được đối xử như thế nào còn về thành tích trước đây của linh tiêu tông chúng ta trong tam tông tranh tài thì sao trần mộc tò mò hỏi hàn giang tuyết cười khổ nói biểu hiện của chúng ta thật ra cũng không quá nổi bật ngươi cũng biết đấy trong ba đại môn phái thiên ảnh tông xếp hạng cuối cùng mạnh nhất chính là thất huyền tông còn linh tiêu tông chúng ta đứng ở giữa trong tam tông tranh tài mục tiêu để khiêu chiến chính là thất huyền tông tuy nhiên linh tiêu tông và thiên ảnh tông dù cố gắng hết sức cũng không thể đánh bại họ ngược lại rất nhiều đệ tử ưu tú đã bị thất huyền tông rớt chớt đây là nỗi đau của linh tiêu tông chúng ta các đệ tử của thất huyền tông trước giờ vẫn ỉ vào sức mạnh lớn mà hống hách kiêu ngạo lần này đến lượt hai môn phái khác tới đánh chúng ta thất huyền tông chắc chắn sẽ nhớ lại mối hận bị khiêu chiến lần trước mà ra tay tàn độc với chúng ta trong mắt trần mộc hiện lên một tia ngạc nhiên nhìn từ góc độ này tam tông tranh tài này không hề nhàm chán như hắn tưởng tượng ngược lại lại rất thú vị dù sao ba môn phái lớn ở nam châu đều đối địch với nhau để không gây ra tổn thất nặng nề ngày thường sẽ không xảy ra xung đột hay các trận đấu lớn. Tuy nhiên, sở dĩ đại hội này được coi là chính đáng là vì nó được ba môn phái bàn bạc thống nhất rồi mới đưa ra quyết định. Trong đại hội này, cho dù rớt chớt toàn bộ đệ tử ưu tú của môn phái khác thì thủ lĩnh của đối phương cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay. Đây quả thực là cơ hội tốt để chấn áp các môn phái khác. Hàn Giang Tuyết tiếp tục nói, Thất Huyền Tông có sức mạnh thâm hậu, thực lực mạnh hơn Linh Tiêu Tông của chúng ta rất nhiều. Ta nghe nói gần đây trong Thất Huyền Tông có rất nhiều thiên tài hàng đầu, trong đó có một người tên là Hứa Hướng Thạch, ngươi nên đặc biệt chú ý, điểm mấu chốt là Hứa Hướng Thạch này hiện tại không phải là đệ tử nội môn, nhưng còn mạnh hơn so với đệ tử thân truyền bình thường, không dễ đối phó đâu. Còn một người nữa mà ta đoán là ngươi cũng khá quen thuộc, tên là Tần Như Nguyệt, ta nghe Hạ Chỉ Lan nói, hình như trước kia nàng ta từng là vị hôn thê của ngươi. Trần Mộc có hơi sừng sốt, sau đó liếc nhìn Hạ Chỉ Lan đang cúi đầu đỏ mặt. Ban đầu, Nàng ta không muốn nói nhưng Hàn Giang Tuyết và Trình Vũ Hiên quá tò mò về quá khứ của Trần Mộc nên cứ liên tục tra hỏi. Trong phút bất lực, nàng ta đã tiết lộ một số chuyện của Trần Mộc ở Ninh Quốc, bao gồm cả Tần Như Nguyệt. Này, bọn ta chỉ hỏi thăm một chút về chuyện của ngươi thôi mà, ngươi sẽ không vì chuyện này mà trách Tiểu Lan chứ. Nhìn thấy Trần Mộc nhìn Hạ Chỉ Lan, Hàn Giang Tuyết chừng mắt nhìn Trần Mộc với vẻ khó chịu. Nếu Trần Mộc dám trách Hạ Chỉ Lan chuyện nhỏ nhặt như vậy thì nàng ta sẽ đứng ra bảo vệ Hạ Chỉ Lan. Dù sao bọn họ cũng là đồng đội vào sinh ra tử, nếu nổi giận vì chuyện nhỏ nhặt như vậy thì thật là hẹp hòi." Trần Mộc Xua tay, cười nói, "Không đến nỗi tức giận đâu, chuyện này cũng không có gì. Tần Như Nguyệt quả thực là vị hôn thê trước đây của ta, đây là sự thật, cũng không phải là bí mật gì, nhưng bây giờ, bọn ta đã hủy bỏ hôn ước, không còn quan hệ gì nữa. Hơn nữa, bây giờ, ta và nàng ta là kẻ thù không đội trời chung, nàng ta muốn dùng mọi thủ đoạn để giết ta, mà ta, nếu có cơ hội, ta cũng sẽ tự tay lấy đầu của nàng ta." Nghe vậy, Hàn Giang Tuyết và Trình Vũ Hiên đều cảm thấy cơ thể mảnh rẻ khẽ run lên. Trần Mộc nhếch miệng cười, tuy rằng hắn vẫn đang nói cười, nhưng trong mắt hắn hiện ra không phải là tình cảm nửa năm, mà là sắc khí dày đặc khiến người ta ớn lạnh. Ta nghe nói, Tần Như Nguyệt cực kỳ tài năng, có linh kiếm và linh căn, được Thất Huyền Tông vô cùng coi trọng, được ban cho rất nhiều tài nguyên tu luyện, hơn nữa, nàng ta cũng có tính cạnh tranh rất cao, chưa đầy nửa năm sau khi gia nhập tông môn, nàng ta đã đánh bại vô số sư huynh đồng môn, trở thành đệ tử nội môn đứng đầu ngươi cũng nên chú ý hàn giang tuyết nghiêm túc căn dặn cô đừng lo ta sẽ để mắt tới nàng ta trần mộc mỉm cười đương nhiên sự chú ý mà hắn nói đến không phải là quan tâm mà là sát ý trước đây hắn không có cơ hội để rớt nàng ta nhưng bây giờ một cơ hội lớn cuối cùng cũng bày ra trước mặt hắn trần mộc đoán có lẽ tần như nguyệt cũng nghĩ như vậy thất huyền tông dưới thác cửu thiên dưới tác động của linh trận linh khí cuồn cuộn tạo thành một làn sương mù dày đặc phân tán và che khuất khu vực khiến nó trở nên mịt mù đầy mơ hồ. Bên dưới thác nước có một đài sen ngọc cao khoảng 10 trượng, trên đài sen ngọc có các đệ tử mặc đồng phục môn phái Thất Huyền Tông đang ngồi thiền tĩnh tọa. Một số người nhắm nhẹ đôi mắt, hơi thở đều đặn có quy luật hệt như đang nhập tâm trong trạng thái tu luyện nào đó, nhưng cũng có một số người trong lúc tọa thiền tu luyện thi thoảng lại mở mắt ra, nhìn về phía đài sen ngọc với vẻ ngưỡng mộ. Trên đài sen ngọc này là bóng dáng một thiếu nữ mặc một bộ váy màu xanh biếc, làn da trắng mịn như tuyết, ngũ quan thanh tú xinh đẹp, cả người toát ra một khí chất tao nhã dù chỉ là nhìn từ xa cũng khiến người ta cảm thấy thích mắt tần sư muội đúng là siêu phàm mà không những có thiên phú hơn người với linh căn kiếm hồn mà lại còn xinh đẹp tuyệt trần như vậy có bao nhiêu tinh hoa hội tụ như vậy rốt cuộc còn muốn người khác sống nữa không đây quan trọng nhất là tần sư muội còn rất chăm chỉ tu luyện và khiêm tốn chẳng trách sao lại có nhiều bậc trưởng lão coi trọng nàng ta như vậy đến cả chủ môn phái cũng nguyện ý nhận nàng ta làm đệ tử thân cận rất nhiều tiếng xì xèo bàn tán vang lên xung quanh đài sen ngọc sâu trong ánh mắt của rất nhiều đệ tử nam lộ rõ vẻ ngưỡng mộ còn mấy đệ tử nữ cũng lộ rõ vẻ sùng bái một thiếu nữ vừa có tài vừa có nhan sắc như vậy đương nhiên là có rất nhiều người theo đuổi ta nói cho các người một bí mật này ta nghe nói trước đây khi còn ở ninh quốc tần sư muội hình như còn có chồng sắp cưới nhưng về sau cũng không biết tại sao giữa hai người họ phát sinh mâu thuẫn rồi trở thành kẻ thù của nhau hiện giờ sở dĩ tần sư muội khổ công giải luyện như vậy là vì một trong những mục đích của nàng ta chính là rớt chớt tên chồng sắp cưới đó hả chồng sắp cưới sao nghe đến đây rất nhiều đệ tử của thất huyền tông đều lộ rõ vẻ kinh ngạc bọn họ không ngờ là tần như nguyệt lại còn có một quá khứ như vậy nhưng cho dù đến cuối cùng hôn ước bị hủy bỏ thì cũng không đến mức phát sinh mối thù một mất một còn này chứ rất nhiều người không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với tần như nguyệt theo ta thì với thiếu nữ tài sắc vẹn toàn như tần sư muội đây cũng chỉ có mỗi sư huynh hứa hướng thạc là xứng đôi vừa lứa một thời gian nữa sẽ là cuộc tranh tài võ thuật giữa ba môn phái rồi nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sau trận tranh tài này hứa sư huynh sẽ được thăng làm đệ tử thân truyền nhưng dẫu bây giờ huynh ấy không phải là đệ tử thân truyền nhưng thực lực của huynh ấy còn mạnh hơn mấy đệ tử thân truyền trong môn phái của chúng ta nói đến hứa hướng thạc đôi mắt của rất nhiều đệ tử nam sáng lên vẻ sùng bái trong lòng bọn họ hứa hướng thạc này chính là một chiến thần bất bại nhưng tiếc là sư huynh hứa hướng thạc đã theo đuổi tần sư muội khá lâu rồi mà tần sư muội vẫn mãi chưa chịu nhận lời nếu không thì hai người họ chắc chắn sẽ trở thành cặp tiên đồng ngọc nữ mà nhiều người ao ước trong lúc mọi người đang nói chuyện cả người tần như nguyệt đang ngồi thiền trên đài sen ngọc ở phía trước bỗng bộc phát ra một làn sóng dao động thần bí ngay lập tức nàng ta giơ đôi tay mỹ miều lên dưới sự thay đổi của ấn pháp trên 10 ngón tay sương mù dày đặc bao quanh thác cửu thiên cũng nhanh chóng bị hút tới hóa thành một dòng linh khí cuồn cuộn xâm nhập vào cơ thể nàng ta dầm dưới sự xâm nhập của dòng linh khí cuồn cuộn này cả cơ thể của tần như nguyệt khẽ rung lên sau đó một luồng ánh sáng rực rỡ được phát ra từ trong cơ thể của nàng ta và linh khí của nàng ta cũng trong phút chốc đột phá một giới hạn cực điểm và bước vào một cảnh giới mới tần sư muội lại đột phá nữa rồi sao sao nhanh vậy cảm nhận được làn sóng linh lực cuồn cuộn bao quanh cả người tần như nguyệt ai nấy đều không khỏi kinh ngạc mà thốt lên lúc này đôi mắt mỹ miều của tần như nguyệt từ từ mở ra đôi mắt ấy hệt như mặt vùng biển lớn lấp lánh và sâu thẳm dưới ánh trăng chỉ cần nhìn một cái thôi cũng đủ khiến người ta chìm sâu vào trong đó nàng ta nắm tay lại cảm nhận được linh lực đang cuồn cuộn trào dâng rồi nhoẻn miệng cười cuộc thi tranh tài võ thuật giữa ba môn phái nàng ta đợi ngày này lâu lắm rồi vậy là lần này nàng ta lại có thể gặp lại trần mộc chỉ là không biết thực lực của hắn đã đạt đến mức độ nào rồi nhớ lại những nỗi nhục mà trần mộc gây ra tần như nguyệt không khỏi nghiến răng nghiến lợi căm phẫn đến nỗi chỉ muốn xé tan xác hắn thành trăm mảnh xoạch, lúc này, bên ngoài thác Cửu Thiên có một bóng sáng đi đến, rồi bỗng nhiên lao phát tới và tọa ở trên đài sen ngọc. Ánh sáng tan biến dần, để lộ ra dáng vẻ của một thanh niên cao to, tuấn tú, gương mặt trắng trẻo đẹp trai đầy mê hoặc. Đôi mắt phượng cùng với nụ cười tỏa nắng, cả người toát lên một vẻ thanh tao dễ để lại ấn tượng tốt trong lòng người khác. Sự xuất hiện của hắn ta đã thu hút không ít sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh thác Cửu Thiên. Đây chính là sư huynh Hứa Hướng Thạc sao? Tần sư muội vừa mới bứt phá mà hứa sư huynh đã nối gót ngay đằng sau rồi. Xem ra ai mà có được tình yêu của hứa sư huynh thì chắc hẳn vô cùng hạnh phúc đây. Vừa nhìn thấy chàng thanh niên cao giáo anh tú này, xung quanh ngay lập tức xì xèo bàn tán, không ít các đệ tử nữ lộ rõ vẻ ngưỡng mộ. Còn hứa hướng thạc dường như rất thích cảm giác được chú ý này, rộng phát chân một cái rồi vút đến bên cạnh tần như nguyệt, cười nói, tần sư muội, chúc mừng thực lực của nàng đã có thêm một bước tiến mới. Hứa sư huynh quá khen rồi, thực lực hiện giờ của ta còn kém xa, ta còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa tần như nguyệt cười nói nàng ta có thể cảm nhận được ý đồ cố ý của hứa hướng thạc nhưng nàng ta không hề có cảm tình với hắn ta dẫu vậy vì thân phận và tài năng của hắn ta nên nàng ta vẫn luôn giữ thái độ không quá thân mật và cũng không quá xa cách nghe thấy câu trả lời bình thản này mặc dù trong lòng hứa hướng thạc có chút không hài lòng nhưng vẫn cố nở ra một nụ cười chiều mến tần sư muội chăm chỉ tu luyện vậy mà vẫn rất khiêm tốn chẳng hề kiêu ngạo chẳng trách trong thời gian ngắn ngủi vậy đã có thể đột phá đến cấp cảnh giới thần tàng từ giờ cho tới cuộc tranh tài võ thuật của ba môn phái còn gần hai tháng nữa thời gian này đủ để khiến tần sư muội có thêm một bước đột phá mới một bước đột phá mới thôi sao tần như nguyệt cho mày dường như câu nói này khiến nàng ta hơi không hài lòng trong thời gian hai tháng mà chỉ có thêm một bước đột phá mới thì là quá ít với nàng ta mặc dù nàng ta không biết thực lực của trần mộc đã ở cấp độ nào rồi nhưng với tốc độ tăng thực lực kinh người của hắn thì chắc chắn sẽ không thấp hơn nàng ta cảm thấy tần như nguyệt có vẻ không vui hứa hướng thạc tò mò hỏi ta nghe nói sở dĩ tần sư muội cố gắng tu luyện như vậy dường như là vì để rớt một người đúng vậy không tần như nguyệt gật đầu vẻ mặt lộ rõ vẻ bất lực khẽ thở dài nói thú thực là người này là kẻ thù không đội trời chung của ta trước đây khi còn ở ninh quốc ta thường bị hắn áp bức hắn ép ta phải ký vào giấy hôn ước bắt ta phải gả cho hắn ta không đồng ý nên đã đơn phương hủy bỏ giấy hôn ước nhưng không ngờ là việc này đã chọc tức hắn hắn cậy thực lực mạnh hơn ta nên đã rớt hết sư huynh sư đệ của ta, không để lại cho ta bất kỳ chỗ dung thân nào, bí quá nên ta mới trốn đến thất huyền tông tu luyện. Phải thừa nhận một điều là kỹ năng diễn xuất của Tần Như Nguyệt vô cùng chuyên nghiệp. Những lời nói yếu đuối và đáng thương cộng thêm dáng vẻ buồn bã của nàng ta là đòn đánh mạnh vào tâm lý khiến bất cứ người đàn ông nào cũng phải mùi lòng. Huống hồ đây chỉ là một chàng thanh niên tự cho mình là phi thường như hứa hướng thạc. Hứa hướng thạc thấy dáng vẻ này của Tần Như Nguyệt thì biết ngay cơ hội của hắn ta đã tới. Tần sư muội, kẻ đó là ai vậy hứa hướng thạc khẽ nheo mắt ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận ta nghe nói hắn đã gia nhập linh tiêu tông lần trước còn giành quán quân cuộc thi đình với thực lực đáng gờm ta e là rất khó có thể đánh bại được hắn tần như nguyệt cúi đầu gương mặt thanh lịch của nàng ta lộ ra vẻ dầu dĩ khiến ai nhìn cũng thấy xót thương quán quân cuộc thi đình của linh tiêu tông sao hứa hướng thạc bật cười chút thực lực đó có thể giành quán quân ở cuộc thi đình của linh tiêu tông nhưng trong mắt hắn ta thì thực lực đó chẳng đáng gì cả tần sư muội còn hai tháng nữa là đến cuộc tranh tài võ thuật của ba môn phái đến lúc đó ta chắc chắn sẽ đích thân lấy đầu hắn dâng đến trước mặt nàng hứa hướng thạc tự tin nói thật sao hứa sư huynh huynh thật sự sẽ giúp ta sao gương mặt tần như nguyệt lộ vẻ vui mừng đôi mắt mỹ miều long lanh nhìn hứa hướng thạc với ánh mắt đầy mong đợi ánh mắt mong đợi này rất có tác dụng với hứa hướng thạc hắn ta mỉm cười đưa tay lên xoa đầu tần như nguyệt với ánh mắt chiều mến đương nhiên rồi dám bắt nạt sư muội của ta thì sư huynh ta nhất định sẽ báo thù cho nàng chỉ là quán quân của linh tiêu tông thôi mà với ta đây thì chẳng là cái thá gì cả có lẽ là vì cử chỉ thân mật của hứa hướng thạc tần như nguyệt thẹn thùng hơi cúi đầu xuống ân cần nói cảm ơn sư huynh nhưng trên thực tế ai cũng không biết được là lúc tần như nguyệt cúi đầu nàng ta đã nhếch mép nở một nụ cười đầy khinh bỉ nếu đã có tên ngốc này tự chủ động đến hầu hạ nàng ta thì nàng ta cũng chẳng ngần ngại gì mà không lợi dụng hắn ta cả đám người trần mộc đã trở về đến linh tiêu tông một cách suôn sẻ nhưng dường như sự trở về của họ không được mọi người môn phái chú ý đến lắm, bởi vì các đệ tử trong môn phái hiện giờ cũng đang chuẩn bị cho cuộc tranh tài võ thuật giữa ba môn phái sắp tới. Ngay cả những đệ tử lười biếng trước đây cũng đang tập trung miệt mài tu luyện với cường độ cao. Nhìn xung quanh, cả môn phái đều đang chìm trong không khí khá yên tĩnh. Sau khi vượt qua các ngọn núi cao, cuối cùng đám người Trần Mộc cũng về đến địa bàn của linh điện. Nhìn thấy cung điện quen thuộc này, Hàn Giang Tuyết vô cùng hứng khởi, gương mặt lộ rõ vẻ mừng vui, hét lên: "Các đệ tử của ta!" ta đã về rồi đây có ai nhớ ta không nào tiếng hét lớn của nàng ta vừa vang lên các đệ tử trong điện liền nhận ra ngay vội vội vàng vàng chạy ra phía ngoài linh điện thì thấy đám người hàn giang tuyết và trần mộc đã trở về hàn tỷ cuối cùng tỷ cũng về rồi thời gian qua người đi đâu vậy bọn ta lo chớt đi được mấy đệ tử nữ nước mắt lương tròng thậm chí còn nhào cả vào lòng hàn giang tuyết hàn giang tuyết cũng âu yếm vút ve đầu của các đệ tử vỗ về an ủi nói thôi nào chẳng phải là ta đã về đây rồi sao trong thời gian ta không ở đây, các ngươi có lười tu luyện không đấy? Nếu ai mà dám lười biếng thì ta sẽ tức giận đấy nhé. Đều giữ chức danh điện chủ, nhưng Hàn Giang Tuyết khác hoàn toàn với ba điện chủ khác. Nàng ta không hề tự cao tự đại, rất hòa đồng với các đệ tử nên quan hệ giữa bọn họ vô cùng khăng khít. Với tư cách là điện chủ, nàng ta cũng được các đệ tử hết lòng mến mộ và yêu quý. Hàn tỷ, bọn ta không hề lười biếng, không những thế còn rất chăm chỉ tập luyện. Hơn nữa, Hàn tỷ à, bọn ta cũng có một tin tốt muốn báo cho người mấy đệ tử nữ cười khúc khích làm ra vẻ bí mật hửng tin vui gì nào nói ta nghe xem để ta cùng vui nào nàng ta tò mò hỏi mấy nữ đệ tử nhìn nhau sau đó đồng thanh nói tài nguyên tu luyện của linh điện chúng ta đã được phát rồi nhanh vậy sao hàn giang tuyết khẽ mở to mắt với vẻ ngạc nhiên tài nguyên tu luyện của linh tiêu tông được phát dựa trên thành tích của cuộc thi đình và thông thường như trước đây thiên điện sẽ giành được nhiều tài nguyên tu luyện nhất nhưng sau cuộc thi đình lần vừa rồi trần mộc đã giành được ngôi vị quán quân về cho linh điện vậy nên lần này linh điện sẽ được phát nhiều tài nguyên tu luyện nhất và như thường lệ tài nguyên tu luyện trong linh tiêu tông ít nhất cũng phải đợi hai tháng sau khi kết thúc cuộc thi đình thì mới được phát vậy mà lần này mới có một tháng đã được phát rồi đây đều là nhờ công lao của trần sư đệ cả một đệ tử nữ trong số đó bước ra hướng mắt nhìn về phía trần mộc với vẻ cảm kích nàng ta tên là tạ uyển được coi là đệ tử nữ mạnh nhất xếp sau trình vũ hiên và hạ chỉ lan ta sao chuyện này thì liên quan gì tới ta chứ trần mộc hơi ngỡ ngàng Suốt một tháng qua, hắn cùng ba người Hàn Giang tuyết phiêu bạt khắp nơi ở bên ngoài môn phái. Không hề đặt chân về Linh Tiêu Tông, vậy thì sao hắn có thể góp công góp sức vào chuyện này được chứ? Tạ Uyển mỉm cười nói, kể từ sau khi giành ngôi vị quán quân của cuộc thi đình, sư đệ Trần Mộc đã tạo được danh tiếng cho Linh Điện chúng ta. Năm nay chủ môn phái cũng có chủ định để sư đệ Trần Mộc tham dự cuộc tranh tài võ thuật giữa ba môn phái, vậy nên mới phát tài nguyên tu luyện cho chúng ta sớm hơn bình thường. Tài nguyên tu luyện ở trong đây không hề ít, nào là võ học, Vũ khí quý báu, linh thạch cực phẩm và linh đan, tài nguyên tu luyện mà linh điện chúng ta gặt hái được lần này đã chiếm 50% trên tổng tài nguyên tu luyện của cả bốn đại điện rồi. 50% sao? Nghe xong, ngay cả Hàn Giang Tuyết cũng lấy làm kinh ngạc. 50% là một số lượng cực kỳ nhiều, phải biết là trước đây, số lượng tài nguyên tu luyện mà linh điện bọn họ gặt hái được đều chỉ duy trì ở mức khoảng 10%. Vậy mà không ngờ năm nay bọn họ lại thu về những 50%, tức là đã tăng lên gấp 5 lần. Trần Mộc bật cười nhìn Tạ Uyển, tò mò hỏi: vậy ba điện khác chẳng phải sẽ tức điên lên sao tạ uyển gật đầu bất đắc dĩ nói đành là vậy hình như linh điện của chúng ta có hơi đắc tội với người ta rồi dạo gần đây khi ra ngoài các đệ tử của ba điện khác cứ hễ thấy đệ tử của linh điện chúng ta đều rất bực tức luôn kiếm cớ gây phiền phức nhưng cũng chỉ là mấy trận tranh chấp còn con mà thôi cũng may nhờ sư đệ trần mộc tạo dựng được danh tiếng vậy nên đám đệ tử của ba điện khác cho dù có kiêu ngạo ngông cuồng tới mấy cũng không dám tùy tiện ức hiếp chúng ta cùng lắm là chỉ mắng chửi vài câu hoặc khiêu khích chút lát mà thôi còn nếu mà đến mức lên đấu trường tranh đấu sinh tử thật thì bọn họ nàng dám nghe vậy đôi mắt mỹ miều của hàn giang tuyết hiện rõ ánh nhìn ngưỡng mộ nàng ta liếc xéo trần mộc một cái rồi cười nói khá lắm tên nhóc này giờ sắp trở thành kẻ có tiếng ác bậc nhất ở môn phái rồi trần mộc phẩy mũi có đôi chút giờ khóc giờ cười hắn cũng không ngờ được là tiếng ác của hắn giờ lại ghê gớm như vậy nhưng điều này cũng không trách trần mộc được vì mỗi lần đám đệ tử thiên điện đến gây rối thì hầu hết đều rất ít đệ tử sống sót quay về đệ tử thiên điện chớt trong tay trần mộc quả thật đã nhiều vô số kể những người khác thấy hắn ra tay tàn nhẫn như vậy nên đương nhiên cũng thấy rất sợ nếu bản thân ta nhút nhát thì chắc chắn sẽ bị người khác bắt nạt nhưng nếu ta cứng rắn thì ai cũng sẽ tự động sợ ta đây là quy tắc sinh tồn bất biến và yếu đuối sợ kẻ mạnh mới đúng là bản tính của con người lúc này tạ uyển dường như đã nghĩ đến chuyện gì đó quay sang nói với hàn giang tuyết à đúng rồi hàn tỷ à sáng hôm nay địa chủ địa điện đến tìm người hình như hôm nay bên chỗ chủ môn phái có mở cuộc họp bàn bạc về cuộc thi tranh tài võ thuật giữa ba môn phái thì phải ta biết rồi hàn giang tuyết gật đầu rồi nhẩm tính thời gian thời gian từ giờ tới cuộc thi tranh tài võ thuật giữa ba môn phái cũng không còn nhiều nữa vậy nên cũng phải chuẩn bị dần thôi sau đó nàng ta ngẩng đầu lên nhìn các đệ tử khác của linh điện một lượt khua tay một cái và mỉm cười nói được rồi nếu tài nguyên tu luyện đã được phát rồi thì các ngươi cũng mau chóng tranh thủ thời gian đi tu luyện đi nhớ kỹ là đừng có lười biếng cố gắng thể hiện thật tốt trong cuộc thi tranh tài võ thuật giữa ba môn phái đừng có phụ lòng của sư đệ trần mộc đấy vâng các đệ tử khác gật đầu lia lịa đồng thanh đáp sau đó đám đông bắt đầu giải tán các ngươi cũng tự mình tu luyện đi ta đi qua bên chỗ môn phái xem sao hàn giang tuyết nói nói xong nàng ta cũng không nắn lại thêm nữa khẽ dung người rồi hóa thành một bóng sáng lao vụt về phía bầu trời xa xăm cuộc thi tranh tài võ thuật là một chuyện lớn đối với linh tiêu tông và lại lần này linh tiêu tông vẫn là mục tiêu bị hất ra ngoài nên đương nhiên phải chuẩn bị thật tốt nếu không thì không những bị mất mặt mà còn làm trò cười cho người khác vậy ta cũng đi tu luyện đây hạ chỉ lan nói rồi cũng rời đi sau khi hai người hàn giang tuyết và hạ chỉ lan rời đi trình vũ hiên mới rút chiếc nhẫn không gian từ đôi tay thon gọn của mình ra và đưa cho trần mộc cho ngươi đấy bên trong chiếc nhẫn không gian này là linh thạch cực phẩm mà chúng ta tìm được ở di tích thương long tông mấy ngày qua ta đã đếm kỹ lại một lượt cả thảy có khoảng 120.000 viên ta đã lấy 20.000 viên còn lại 100.000 viên ngươi cầm lấy đi có đủ không trần mộc chợt sững người hắn thật sự không ngờ là trình vũ hiên chỉ lấy đi có 20.000 viên mà thôi thế thì nhiều quá đây là thứ chúng ta cùng nhau tìm được ta sao nỡ lòng lấy hết 100.000 viên được chứ trần mộc nói trình vũ hiên mỉm cười dúi thẳng nhẫn không gian vào tay trần mộc nói, cầm lấy đi, lúc đó ta cũng không giúp được gì nên chỉ lấy 20.000 viên linh thạch cực phẩm, như vậy là đủ rồi. Hơn nữa, trong cuộc thi tranh tài võ thuật sắp tới, ngươi cũng phải tăng sức mạnh mới được, và lại gần đây linh điện cũng được phát tài nguyên tu luyện rồi, cũng đủ nguồn tài nguyên để ta tu luyện rồi. Thấy vậy, Trần Mộc mỉm cười nhận lấy, không từ chối nữa. Vậy ngươi đi chơi đi, ta cũng phải đi tu luyện đây, sư đệ, ta trông cậy vào ngươi đấy. Trình Vũ Hiên nháy mắt, mỉm cười với Trần Mộc, Gương mặt thanh thoát quyến rũ của nàng ta thật khiến người ta rung động, nói rồi, nàng ta khẽ rung người rồi rời đi. Trần Mộc lắc đầu mỉm cười, cầm chặt chiếc nhẫn không gian trong tay rồi hướng mắt nhìn về phía vùng trời xa xăm, phía đó chính là vị trí của Tứ Tượng Tinh Tú Môn. Đi đến Tứ Tượng Tinh Tú Môn trước đã rồi tính, Trần Mộc cũng thầm đưa ra quyết định, cũng không nán lại thêm nữa mà phóng đi luôn. Linh Tiêu Phong, chủ điện, Hàn Giang Tuyết Lao nhanh tới, linh lực quanh thân tan đi, mang theo làn gió thơm ngát ngừng trước chủ điện trừ nàng ta thì còn có thiên điện chủ, địa điện chủ, anh điện chủ đều đã tới, đứng ở cửa vào. Ồ, đúng là khách ít tới, Hàn Giang Tuyết, rốt cuộc cũng thấy ngươi trở lại, điện chủ của địa điện thấy Hàn Giang Tuyết thì không khỏi lộ ra sự ngạc nhiên. Nên biết một tháng gần đây, sau khi Hàn Giang Tuyết dẫn theo ba người Trần Mộc rời khỏi tông môn thì hoàn toàn không còn tin tức gì. Hơn nữa, không gặp một tháng lại cảm nhận được linh lực quanh thân của Hàn Giang Tuyết đã trở nên hùng hậu hơn, xem ra lần này gia tông họ có được thu hoạch không nhỏ hai vị điện chủ đã lâu không gặp hàn giang tuyết cười khẽ một tiếng chắp tay với điện chủ địa điện và anh điện quan hệ giữa nàng ta với hai người này cũng coi như là hòa thuận sau đó nàng ta nhìn sang tần thạch long nói thiên điện chủ chúng ta không cần nói đã lâu không gặp nhỉ sắc mặt tần thạch long có chút lúng túng im lặng không nói gì nghe lời này của hàn giang tuyết điện chủ địa điện có chút kinh ngạc sao thế nghe lời ngươi nói thì hai người đã gặp nhau ngoài tông môn à hàn giang tuyết cười lạnh thản nhiên đáp đâu chỉ gặp chúng ta còn có vài vấn đề phức tạp cần thảo luận nữa, phải không thiền điện chủ? Ồ, vết thương của ngươi vẫn chưa lành à? Đáng tiếc là không bị thương chỗ chí mạng, nếu không chắc ngươi chẳng còn đứng ở đây lúc này để nói chuyện với chúng ta rồi. Tần Thạch Long siết chặt nắm đấm, cơ mặt run rẩy như đang cố kiềm nén sự phẫn nộ. Trước đó ở núi Thiên Khôi, hắn ta bị thương tới giờ vẫn chưa thể lành, bên trán vẫn còn lộ xương, rất dễ nhận thấy. Mà hôm nay vết thương này lại là một loại châm chọc mỉa mai, nhưng hắn ta vẫn cố kiềm sát khí trong lòng, cười tươi như gió xuân phong độ nói hàn cô nương nói thế là sao tại hạ nghe mà chẳng hiểu gì cả hừ ngươi biết ta ghét nhất ngươi ở điểm nào không đó là dáng vẻ ngụy quân tử của ngươi bề ngoài nhã nhặn nhưng trong lòng dơ bẩn đúng là làm người buồn nôn hàn giang tuyết cũng không khách sáo cười lạnh nói tần thạch long đương nhiên sẽ không thừa nhận những gì mình đã làm trong di tích thương long tông hàn giang tuyết cũng không định tranh cãi với hắn ta ở đây dù sao nếu không có chứng cứ xác thực thì chẳng ai kết tội được kẻ này đi thôi, chúng ta vào đợi tông chủ, đứng chung với tên ngụy quân tử này làm ta cảm thấy khó chịu quá. Hàn Giang Tuyết lạnh lùng nói rồi đi vào trong chủ điện, mà địa điện chủ và anh điện chủ đều nhìn nhau, trong mắt là sự kinh ngạc, hiển nhiên chẳng ai hiểu gì cả. Chỉ có Tần Thạch Long lén lút siết chặt nắm đấm, trong con người hiện lên sát khí, người phụ nữ đê tiện, sẽ có ngày ta bắt ngươi quỳ trước mặt ta, chịu sự sỉ nhục của ta. Bên kia, Trần Mộc dò hỏi vài đệ tử linh điện về phương hướng của tứ tượng tinh tú môn rồi rời khỏi linh điện. Khoảng nửa canh giờ, hắn vượt qua mấy ngọn núi của tông môn nhanh chóng tới ngọn núi tên thái thượng phong theo lời của đệ tử linh điện vị trí của tứ tượng tinh tú môn là ở trong này khác với ấn tượng về bí cảnh của trần mộc nơi này là rừng rậm cây tùng cao ngất được trồng hai bên lá hẹp dài xanh ngát phản chiếu ánh nắng không khí tươi mát chim hót hoa nở mà con đường được lát đá xanh kéo dài tầm nhìn thông thoáng ở cuối đường có một cánh cửa gỗ màu xanh lục cánh cửa tạo thành từ gỗ cây tùng trên cửa điêu khắc bốn huyền thú vòng quanh thân cửa tuy chế từ gỗ nhưng bốn con huyền thú này trông rất sống động như thể sẽ sống lại bất cứ lúc nào còn tỏa ra áp lực to lớn làm người ta sợ hãi ngoài ra còn một điều kỳ lạ là quanh cánh cửa xanh này không gian hơi vặn vẹo tạo thành làn sống cổ xưa dập dìu không ngừng đây là tứ tượng tinh tú môn à trần mộc nhìn cánh cửa có vẻ ngoài đặc biệt kia trong mắt là sự kinh ngạc còn chưa bước vào trong hắn đã cảm nhận được tinh hoa sinh mệnh và sức mạnh tinh tú ẩn chứa bên trong sức mạnh thần bí trên thế gian nhiều như sao trời dù là trần mộc thì cũng không dám kiêu ngạo nói là biết hết nhưng năng lượng bí ẩn trước mặt đã đủ cho hắn hấp thu lúc này trần mộc không hề lãng phí thời gian lấy ra lệnh bài đi tới đặt nó lên một cái khe ở cửa hoa văn trên lệnh bài kết nối với đồ án trên khe cửa tỏa ra tia sáng rực rỡ tiếp theo trần mộc đẩy cửa đi vào trong tích tắc cảnh tượng trước mặt như bãi bể hóa nương dâu chỉ một giây đã là một thế giới khác hẳn trước mặt trần mộc là thế giới tinh không vô ngần hư không đen tối vô hạn mà bao la bao phủ bốn phía mà ở đây từng ngôi sao lấp lóe trên bầu trời tỏa ra tia sáng bất diệt ngoài ra còn có tiếng gầm của những con thú khổng lồ rong ruổi trong trời đất trần mộc mở to mắt mới thấy rõ hình dáng của những con thú khổng lồ kia là tứ đại huyền thú thời thái cổ thanh long chu tước bạch hổ và huyền vũ nhưng chúng không phải thật mà chỉ là ảo ảnh là sức mạnh sao trời của nơi này cô động thành số lượng rất nhiều nhìn thoáng qua thì có tới mấy trăm con tuy nói là do sức mạnh sao trời ngưng tụ ra nhưng chúng vẫn có khả năng tấn công cực mạnh và linh lực uy áp đáng sợ làn sóng linh lực do chúng phóng thích ra trong tinh không đã vượt qua thần tàng mà ngoài ra trong thế giới sao trời này còn có tinh hoa sinh mệnh đang tàn phá bừa bãi những tinh hoa sinh mệnh này cô động thành đủ loại sinh vật có rắn mãng xà có trâu thằn lằn tê giác đủ loại sinh vật như tạo thành khu rừng sinh thái đa dạng chúng không ngừng rong rủi dưới bầu trời nhưng so với tứ đại huyền thú những sinh vật này có cấp bậc và địa vị khá thấp, chiếm giữ tầng bên dưới của thế giới, dù chúng di chuyển cỡ nào thì cũng không dám lên trên do sợ hãi tứ đại huyền thú, đây rõ ràng là một thế giới rừng xanh có cấp bậc phân chia rõ ràng. Có chút thú vị đấy, Trần Mộc nhếch môi, hắn nhìn thế giới muôn màu trước mặt, trong mắt thêm tia hứng khởi. Nơi này thật sự không phải bí cảnh tu luyện nhàm chán bình thường, không phải kiểu ngồi xuống khổ tu mà là dùng hình thức săn thú để tu luyện trần mộc cũng nhìn ra được muốn cắn nuốt tinh hoa sinh mệnh và sức mạnh tinh tú ở đây thì phải săn rớt những sinh vật này trong tinh không vô hạn này trừ các loại sinh vật còn có từng bệ đá hoa sen lơ lửng giữa không trung những bệ đá hoa sen này là nơi để người ta nghỉ ngơi bên trên có xây dựng các tòa nhà trần mộc đã thấy không ít đệ tử mặc đồ màu cảng theo trần mộc thấy những đệ tử mặc đồ màu vàng này chính là đệ tử thân truyền trong lời đồn nhưng có vẻ số lượng cũng không nhiều liếc mắt một cái thì chỉ khoảng hai mươi mấy khi trần mộc nhìn những đệ tử kia trong một tòa nhà có vài thanh niên cũng dùng ánh mắt tò mò đánh giá trần mộc mới tới khi thấy gương mặt hắn có chút xa lạ thì ai cũng có chút ngạc nhiên người mới à sao ta chưa từng nghe nói tới việc trong tông môn có đệ tử thân truyền mới nhỉ một thanh niên cao lớn trong đó cười khẽ khi hắn ta lên tiếng một thiếu nữ có dáng người yểu điệu vẻ ngoài trong sáng nhan sắc xinh đẹp cũng dùng ánh mắt tò mò nhìn trần mộc khi thấy rõ người tới nàng ta cười nói hình như ta đã nhận ra hắn hắn tên trần mộc là người giành được quán quân trong cuộc tỷ thí vừa rồi ra tay rất tàn nhẫn định rớt liễu mộ thiên nhưng bị tông chủ cản lại thay vào đó bồi thường thêm cho hắn và ban thưởng hậu hĩnh tông chủ còn cho hắn một tinh tú lệnh ồ hắn là trần mộc mọi người nghe thế thì hiểu ra dạo này cái tên trần mộc rất nổi tiếng trong tông môn giành được quán quân đã chứng minh thực lực của hắn chỉ là một đệ tử nội môn mà có thể tiến vào tứ tượng tinh tú môn thế khác nào dẫm đạp đặc quyền dành cho đệ tử thân truyền chúng ta xuống dưới chân một thanh niên cười lạnh trên gương mặt tuấn tú chẳng mấy vui sướng một người khôi ngô khác nói dù có được tinh tú lệnh thì cũng không có nghĩa hắn có tư cách tu luyện trong tứ tượng tinh tú môn có thể tu hành hay không phải có được sự đồng ý của chúng ta đã ha ha long triển huynh định ra tay dạy dỗ hắn sao cũng đúng em họ long đằng hải của ngươi đã chết trong tay trần mộc kia mà chẳng lẽ ngươi không muốn trả thù cho em họ sao thanh niên tuấn tú đổ thêm dầu vào lửa trêu ghẹo một tiếng em họ ta chết trong tỉ thí là do hắn yếu kém thua người ta tuy chúng ta cũng một gia tộc nhưng hoàn toàn không hề có tình cảm huynh đệ ta cần gì phải báo thù cho hắn thanh niên muốn gây sự khi nãy lên tiếng ồ vậy chẳng lẽ long triển huynh đang sợ thanh niên tuấn tú liếc sang trong giọng nói mang theo sự châm chọc hừ ngươi định dùng ta làm đá dò đường à sao ngươi không tự mình thử đi ánh mắt thanh niên khôi ngô lạnh lùng nhìn sang thanh niên tuấn tú có thể trở thành đệ tử thân truyền thì có ai mà ngu ngốc đâu tất nhiên hắn ta sẽ không bị khích tướng bởi mấy câu nói rồi làm công cụ hay tay sai cho đối phương nếu đã vậy thì cứ coi như ta chưa nói gì. Thanh niên tuấn tú cười nhạt rồi khoanh tay như không định nhúng tay vào việc này nữa, hắn ta tin sẽ có kẻ bằng lòng ra tay. Quả nhiên thanh niên khôi ngô hừ lạnh, dù ta và Long Đằng Hải không có tình cảm nhưng dù sao cũng là người trong tộc. Nếu tên kia dễ dàng tiến vào tu luyện trong tứ tượng tinh tú môn thì ta còn thể diện gì nữa. Và lại, sức mạnh sao trời trong tứ tượng tinh tú môn chỉ có bấy nhiêu là tài nguyên hữu hạn. Chúng ta không thể để một tên đệ tử nội môn hấp thu được. Thôi, đám vô dụng các ngươi không dám ra tay thì để ta đuổi thằng oát kia ra khỏi đây nói xong người tên Long triển xài bước đi tới nhảy khỏi tòa nhà xông về phía Trần Mộc thấy vậy trong mắt mọi người hiện lên tia châm chọc rồi ngồi thẳng người chờ vở kịch hay mở màn Trần Mộc còn đang đánh giá xung quanh đánh định nhảy lên bệ đá hoa sen để tiến hành tu luyện thì một bóng sáng đã tới trước lao tới từ tòa nhà phía xa như tia chớp tới trước mặt hắn chặn đường hắn có việc Trần Mộc nhíu mày hỏi Long triển đánh giá Trần Mộc cảm nhận sóng linh lực thông thiên tầng 6 của hắn thì trong mắt hiện lên tia khinh thường, nơi này là tứ tượng tinh tú môn, đệ tử nội môn không thể tùy tiện tiến vào, người hiểu chưa? Trần Mộc cũng lấy ra tinh tú lệnh, cười nói, dù ta là đệ tử nội môn nhưng đây là lệnh bài do tông chủ ban, cho phép ta tiến vào tứ tượng tinh tú môn tu luyện. Long Triển nhìn thoáng qua lệnh bài trong tay Trần Mộc, hắn cũng biết không có tinh tú lệnh, dù đệ tử nội môn muốn tiến vào tứ tượng tinh tú môn thì cũng không thể vào, nhưng để đá Trần Mộc ra Hắn ta không thể chấp nhận lệnh bài trong tay Trần Mộc. Đệ tử nội môn là đệ tử nội môn, dù có tinh tú lệnh thì ngươi cũng không có quyền tiến vào tứ tượng tinh tú môn, mời ngươi ra ngoài, đừng quấy rầy các sư huynh tu luyện." Long Triển lạnh nhạt nói. Nghe thế, Trần Mộc có chút buồn cười, lo chuyện trời chuyện đất lo luôn tới chuyện của hắn cơ đấy. Hú chi trong tay hắn có tinh tú lệnh, có thể tiến vào tứ tượng tinh tú môn, liên quan quái gì tới tên này? Xem ra Hàn Giang Tuyết nói không sai, những đệ tử thân truyền này đúng là bá đạo. Có tinh tú lệnh thì chứng minh ta có tư cách tiến vào tứ tượng tinh tú môn tu luyện, nếu sư huynh không phục thì cứ tìm tông chủ lý luận. Trần Mộc đáp, nói xong hắn cũng chẳng quan tâm phản ứng của đối phương mà đã đi qua, nhanh chóng tới bệ đá hoa sen đằng sau. Ngươi đứng lại đó cho ta, mặt Long Triển u ám, hắn ta quát lạnh một tiếng, nhưng Trần Mộc lại như không nghe thấy, linh lực bùng nổ, biến thành bóng sáng lao ra không hề dừng lại. Ngươi muốn chết rồi. Thấy Trần Mộc dám làm trái ý mình, trong lòng Long Triển cũng dâng lên lửa giận chân hắn ta dẫm mạnh người như tia sét lao tới một bàn tay linh lực cuồn cuộn xé rách không gian bay ra ngoài chụp lấy bả vai trần mộc long triển có thể trở thành đệ tử thân truyền thì thực lực không thấp linh lực hắn ta làm không gian chấn động tu vi thần tàng tầng thứ sáu tên nhóc này xui xẻo rồi thấy cảnh này những người khác ở đó đều lộ vẻ đam chiêu dù thực lực của long triển đứng hàng chót trong nhóm đệ tử thân truyền nhưng dẫu sao hắn ta cũng là đệ tử thân truyền một đệ tử nội môn làm sao bằng được nhưng mà khi bàn tay kia sắp đặt lên vai Trần Mộc, hắn như phát hiện, quay đầu, một trưởng đánh tới, bùm. Kim quang rực rỡ bùng nổ mang theo sóng tàn dư va chạm với cánh tay to lớn kia, ầm, âm thanh nặng nề vang lên. Tiếp theo Long Triển phóng ra sức mạnh sấm xét, nhưng vẫn bị linh lực màu vàng của Trần Mộc áp chế làm cho ảm đạm, không thể nhúc nhích. Sao có thể như vậy? Sắc mặt Long Triển thay đổi, hắn ta là thần tàng tầng sáu cao hơn Trần Mộc một cảnh giới lớn nhưng hiện tại hắn ta cảm thấy trưởng của mình đánh vào tấm sắt được luyện kỹ càng, khó mà suy chuyển. Cút, Trần Mộc lạnh lùng thốt ra, kim quang bùng nổ, chấn lui Long Triển. Long Triển lảo đảo lùi lại trăm mét, ổn định cơ thể rồi cánh tay vẫn run nhẹ nhẹ, vẻ mặt khó tin, hắn ta bị rơi vào thế yếu, điều này sao có thể xảy ra. Tên này có chút bản lĩnh đó, thấy Long Triển bị đẩy lui, những đệ tử thân truyền khác đều phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc cuộc chiến lệch cả một cảnh giới lớn mà vẫn có thể thắng đây là lần đầu họ thấy trong linh tiêu tông từ đó đủ để thấy trần mộc không đơn giản thú vị trong tòa nhà thiếu nữ yểu điệu cong môi nàng ta nhìn ra được so với khi đánh với liễu mộ thiên trần mộc đã mạnh lên rất nhiều xúc sinh chớt tiệt long triển tức giận nghiến răng nghiến lợi ánh mắt như rắn độc nhìn chằm chằm trần mộc hận không thể cắn xé đối phương đường đường là đệ tử thân truyền mà hắn ta lại bị một đệ tử nội môn áp chế nếu truyền ra ngoài thì hắn ta mất sạch thể diện Trần Mộc chắp tay đứng, cười mỉa một tiếng, chỉ là nụ cười dần trở nên lạnh lùng. Sư huynh, ta nói trước, đừng có lại đây, nếu không nghe thì ta cũng không để yên. Lời của Trần Mộc rất hờ hững nhưng chẳng biết vì sao lại mang theo sự chấn động khó lòng giải thích. Vì Trần Mộc đã có tiếng tàn nhẫn trong tông môn, trước đó đệ tử thiên điện nhiều lần tới gây chuyện, cuối cùng kẻ có thể sống thì chẳng có mấy. Nhiều người cũng đã thấy thủ đoạn của Trần Mộc, so với mấy tên hung đồ mang tiếng xấu thì hắn không hề nhân tử. Hừ, định dọa ta sao ông đây không dễ dọa đầu ta muốn xem khi ngươi tức giận thì thế nào long triển hừ lạnh một tiếng tiếp theo hai tay hắn ta siết chặt linh lực tận trời bùng nổ từ trong cơ thể tạo thành sấm sét màu bạc tàn phá khắp trốn hiện tại long triển đã dùng hết toàn lực rõ ràng hắn ta cũng biết trần mộc không phải loại dễ chọc nên không còn khinh khi nữa bùm long triển vừa động biến thành tia sét sẹt qua bầu trời dùng khí thế hung hăng đánh về phía trần mộc sao còn không chịu thức thời vậy ngươi không cần sống nữa Trần Mộc liếc mắt, trong mắt là tia sắc khí lạnh thấu xương, một thoáng sau, một lan sóng bí ẩn tràn ra, hắn biến mất tăm. Tốc độ này, sao có thể? Đồng tử của Long Triển phóng to, vì hắn ta cũng thấy rõ Trần Mộc đã biến mất chỉ trong tích tắc, sau đó bất thình lình xuất hiện trước mặt hắn ta, hai ngón tay có linh lực quấn quanh biến thành hai mũi thương đâm mạnh về ít hầu của hắn ta. Trong giây phút đó, Long Triển không kịp phản ứng, hoàn toàn dựa vào bản năng mà đổi vị trí, hai ngón tay đâm xuyên vai hắn ta, máu tươi phun ra, tiếng hét thê lương vang lên xúc địa thành linh thấy cảnh này mấy đệ tử khác ngồi không yên đứng bật dậy trong mắt là vẻ khó tin lời đồn không sai tên nhóc này có ấn thần a à, sau tiếng hét thảm thiết long triển lùi nhanh ra sau tay kia bụng vai mặt tái nhợt long triển lùi ra sau trăm mét một tay bụng vai máu tươi tuôn như suối miệng vết thương làm mọi người chấn động lệch cả một cảnh giới lớn nhưng long triển hoàn toàn không có ưu thế trước mặt trần mộc sắc mặt long triển u ám trong lòng cũng hoảng hốt rõ ràng chỉ là một đệ tử nội môn mà lại có thủ đoạn khó lường như thế hắn ta cảm thấy kẻ này còn khó chơi hơn đám đệ tử thân truyền đứng đầu kia nhiều long triển cắn môi trong mắt là tia cam hận lao về phía trước một giây sau khóe miệng trần mộc cong lên người nhoáng lên lại biến mất lần nữa bốp âm thanh bén nhọn xé gió vang lên trong chớp mắt trần mộc như ma quỷ xuất hiện bên trái long triển năm ngón tay có linh lực quấn quanh xuất hiện đánh một quyền ra ngoài có bài học trước đó long triển đã đề phòng khi trần mộc biến mất hắn ta đã tung một trưởng sang trái bùm quyền và trưởng đụng nhau tiếng nổ to lớn vang lên linh lực cuồn cuộn khuếch tán chiến lực long triển đã thi triển toàn bộ thế công của trần mộc bị ngăn cản kim quang rực rỡ khó mà phá được phòng ngự toàn thân của long triển danh con chiêu của ngươi đã bị ta nhìn thấu long triển cười to trong mắt là tia khinh thường sắc mặt hắn ta dữ tợn cơ thể chấn động linh lực sấm sét cùng bạo không ngừng triển khai bao phủ toàn thân như ngọn núi không thể dao động Phong thích ra sức phá hoại khủng khiếp, bất động lôi sơn, phá, bùng, long triển tông ra ngoài như ngọn núi xét lớn đang di động, sức mạnh kia bá đạo vô cùng. Quanh thân Trần Mộc có bọc kim quang, bị phá thành mảnh nhỏ, thấy vậy trong mắt Trần Mộc hiện lên tia kinh ngạc. Lúc này hai tay Trần Mộc nắm chặt, linh lực như nước lũ tụ lại trong nắm đấm, rồi hắn đánh mạnh ra ngoài. Bùng, 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 kim quang bộc phát, từng dấu quyền trói sáng xuất hiện như vũ bão, đánh vào ngọn núi xét kia. Nhưng thế công đáng sợ như thế chỉ có thể làm ngọn núi gợn sóng một chút, không tạo thành tổn thương. Thấy mình đã có ưu thế, Long Triển cười to, vô dụng thôi, chỉ dựa vào thực lực thông thiên này của ngươi thì không thể phá vỡ phòng ngự của ta đâu. Nói rồi Long Triển lại như con trâu gánh cả ngọn núi xét to 10 trượng hung hăng tông tới. Sức mạnh sấm sét làm tinh tú xung quanh đều bị đánh tan, ầm, nhưng khi Long Triển lao tới, cách Trần Mộc còn khoảng nửa trượng thì một ngón tay Phật khổng lồ xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, đè cả người hắn ta xuống, choang trên mặt đất bị tạo thành một hố to mười trượng khói bụi ngập tràn hiện trường yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi vài người trợn trừng mắt kinh ngạc nhìn sang chuyện này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì long triển thua rồi mọi người còn chưa kịp phản ứng mới rồi long triển còn chiếm ưu thế mà không phải sao sao cuộc chiến đảo ngược nhanh như vậy ngay cả cô gái tuyệt sắc và thanh niên tuấn tú cũng ngẩn ngơ nhìn cảnh này tiếp theo họ ngẩng đầu dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm bầu trời họ thấy ngón tay phật đang ở trên đỉnh đầu trần mộc to khoảng trăm trượng như ẩn chứa sức mạnh tuyệt đối phá hủy phòng ngự sấm sét của long triển thằng danh long triển chật vật bò ra từ trong hố sâu toàn thân dính đầy bụi đất giống một tên ăn xin vô cùng nhưng trong lòng hắn ta lại nổi lên sóng gió chỉ trong một chiêu mà xé nát võ học mạnh mẽ của hắn ta như xé giấy con ngươi đen như đầm sâu của trần mộc nhìn trần mộc đang thê thảm thất vọng lắc đầu đây là đệ tử thân truyền của linh tiêu tông à không phải hắn chưa từng thấy thực lực của đệ tử thân truyền kiếp trước trong tông môn nghìn năm mà trần mộc trấn áp có vô số đệ tử thân truyền nhưng có ai không phải là loại thiên phú yêu nghiệt long triển so với những người kia thì chẳng là cái đách gì cả không có cảnh giới cao linh lực phù phiếm võ học không tinh thông dù là liễu mộ thiên thì nền tảng cũng tốt hơn nhiều không nói nhảm nhiều trần mộc lóe lên trong giây lát đã vỗ một trưởng xuống đầu long triển sắc khí lạnh thấu xương như băng nghìn năm buông xuống đừng đừng mà long triển sợ hãi trong mắt lóe lên tia hoảng hốt lúc này hắn ta mới ý thức được mình đã trúng ván sát rồi nhưng một trưởng của trần mộc vừa vỗ xuống một bóng dáng xinh đẹp đã xuất hiện trước mặt long triển tay áo vung lên linh lực màu vàng bắn ra ngăn một trưởng của trần mộc bùng hai loại ánh sáng vàng va chạm tách ra trong hư không linh lực đụng nhau bùng nổ đè ép hai luồng ánh sáng trần mộc ngừng lại liếc mắt nhìn người mới xuất hiện cô gái có dáng người thướt ta vẻ ngoài đẹp đẽ dù là trong linh tiêu tông thì cũng được xếp trong hàng top So với mấy người Trình Vũ Hiên thì không thua kém bao nhiêu. Tại hạ, Nhan Ngọc Yên, thiếu nữ chắp tay tự giới thiệu, người này chính là cô gái ỉu điệu trong tòa nhà ban nãy, chỉ là không ai ngờ nàng ta sẽ ra tay ngăn cản Trần Mộc. Nhan Ngọc Yên, nghe tên này, trong đầu Trần Mộc nghĩ tới một trong ba đại gia tộc của Linh Tiêu Tông Nhan gia. Nhan sư tỷ có ý gì? Trần Mộc vô cảm nhìn nàng ta, giọng lạnh như băng, không vì đối phương xinh đẹp mà hòa nhã. Tiểu sư đệ, tỷ thí giao lưu là được, tư cách của ngươi đã được chấp nhận có thể tu luyện trong này không ai có thể ngăn cản ngươi nhan ngọc yên thản nhiên nói ai nói đây là tỉ thí giao lưu đây là một sống một chớt mà chiến ai thua kẻ đó chớt trong mắt trần mộc bắn ra tia lạnh lẽo rõ ràng hắn không định thỏa hiệp trong ý thức của trần mộc không có hai chữ giao lưu khi cái tay kia xuất hiện thì đã quyết định không phải hắn chớt thì là đối phương tử trận thả hắn trong tinh tú môn này không ai ngăn cản ngươi nữa nhan ngọc yên cũng lạnh lùng đáp ngươi đang dạy ta làm việc trần mộc nhíu mày Sương lạnh đã bao trùm trên gương mặt tuyệt sắc của Nhan Ngọc Yên, Trần Mộc không buông tha không nhượng bộ khiến nàng ta có chút tức giận. Phải biết, với vẻ ngoài và danh tiếng của mình, cộng thêm thực lực cũng như ra thế thì không ai mà không nể mặt nàng ta. Nhưng đáng tiếc đó là kẻ khác, Trần Mộc không liên quan. Tiểu thư, Long Triển như túm được cọng rơm cứu mạng, nhìn chăm chú vào Nhan Ngọc Yên. Yếu thì đừng ra gió. Nhan Ngọc Yên mắng một tiếng, cắn răng ngọc, nếu không phải phụ thân Long Triển cung phụng nhân ra, Bán mạng cho nhan ra thì nàng ta còn lâu mới ra tay giúp kẻ không nghe lời. Ngươi đi đi. Nhan Ngọc Yên lạnh lùng nói. Long triển nhìn thoáng qua Trần Mộc. Trong mắt hiện lên hận ý sẽ có ngày hắn ta báo thủ thằng oát này. Tiếp theo hắn ta cũng không lãng phí thời gian mà đi tới tinh tú môn phía xa. Không dám dừng lại. Ta có nói là cho ngươi đi à. Trần Mộc nhíu mày. Tiếp theo. Cơ thể hắn cử động. Linh lực bùng nổ. Biến mất ngay tại chỗ. Nhưng mà khi Trần Mộc vừa dịch chuyển đuổi theo linh lực màu vàng bàng bạc bùng nổ từ người của nhan ngọc yên tay ngọc trong tay áo rỗi ra đánh về hư không linh khí trong trời đất lập tức nổi gợn sóng tụ lại tạo thành lồng giam ánh sáng vây nhốt trần mộc một quyền trần mộc đánh ra linh lực va chạm vào lồng giam ánh sáng thì tức khắc bị đánh tan không có dấu vết gì võ học này thật sự khiến trần mộc kinh ngạc nhan ngọc yên này có chút bản lĩnh tiểu sư đệ nể mặt ta ngày khác hậu tạ nhan ngọc yên khẽ nói ta với ngươi chẳng quen chẳng thân cớ gì phải nể mặt ngươi trần mộc vẫn lạnh lùng đáp nếu đã thế ta chỉ có thể nhốt ngươi một khoảng thời gian ngắn thôi nhan ngọc yên lạnh nhạt nói tay áo nàng ta vung lên làn sóng cổ xưa nhộn nhạo dâng lên như đã kết nối với thứ gì đó trong trời đất này tức khác trong không gian xuất hiện hàng hà kiếm quang sắc bén vườn quanh lồng da màu vàng những kiếm quang này không phải ảo ảnh chúng là chân thật mỗi tia kiếm quang đều chứa đựng sức mạnh chớm đứt cả trời đất chỉ cần trần mộc cử động kiếm quang này sẽ rơi trên người hắn kiếm ý đại viên mãn trần mộc quay đầu kinh ngạc nhìn nhan ngọc yên nhan ngọc yên chỉ nhẹ nhàng vung tay mà đã có thể phóng ra nhiều kiếm quang như thế thủ đoạn thế này chỉ có kiếm ý đạt tới trình độ viên mãn mới làm được không ngờ nhan ngọc yên còn trẻ như thế mà lại có thiên phú kiếm đạo cỡ này nhưng chỉ dựa vào chút bản lĩnh này mà muốn ngăn cản hắn thì có chút khinh thường hắn rồi trần mộc siết chặt nắm đấm sức mạnh hung thần như lũ ảo ra ngưng tụ thành thái cổ ma kiếm nằm trong lòng bàn tay hắn tay trần mộc cầm ma kiếm linh lực như biển truyền vào kiếm hoa văn trên kiếm sáng lên như đang thức tỉnh vô số tiếng khóc thê lương mà đáng sợ của trẻ con vang lên quanh quẩn trong thiên địa lệ khí và sát khí giao thoa như ác linh du đãng trong không gian thái cổ ma kiếm vừa xuất hiện nhiệt độ nơi này như rơi xuống con số âm âm khí len vào tận xương tủy đây là kiếm gì cảm nhận âm khí ập vào mặt những đệ tử thân truyền khác đều ngơ ngẩn trong mắt là tia kiêng rẻ thanh kiếm này dù cách xa nhưng sắc khí nó tỏa ra ảnh hưởng tới tinh thần của họ trần mộc cầm kiếm chỉ dùng một kiếm đã bổ phá lồng giam bùm kiếm khí như cầu vồng sát khí quanh quẩn không gian bị chớm ra một vực sâu dùng mắt thường là thấy được bất chợt chân hỏa lưu hồn bùng lên khắp trời giao hòa với sát khí tạo thành sóng lớn nghìn trượng đánh vào trên lồng giam ánh sáng choang tiếng vang to lớn lồng giam nổ mạnh kiếm quang vây quanh bị chôn vùi ngay lập tức ngươi nhan ngọc yên biến sắc khi lồng giam bị phá tàn dư đánh tới làm nàng ta bị đẩy lui vài bước lúc này ánh mắt trần mộc sắc bén nhìn chằm chằm vào long triển đang không ngừng chạy trốn hắn cầm ma kiếm sát khí lành lạnh dừng tay ngươi dám làm càn ta sẽ không tha cho ngươi mặt nhân ngọc yên như có hàn băng bao trùm nàng ta quát lạnh nhưng trần mộc lại như không nghe thấy kiếm quang lại vùng lên chớm xuống nhanh như chớp bốp hư không chấn động kiếm quang kinh người có chân hỏa quần quanh xuyên qua trời cao long triển vừa đụng vào được tinh tú môn sắp chạy ra thì sau lưng kiếm quang trăm trượng đã nhanh hơn hắn ta chống người thành hai nửa, Doen rẹt, máu tươi phun như suối, giải khắp hư không, máu thịt sót lại rơi khắp mặt đất, mùi máu tanh tràn ngập khi hung thần lan ra trong không khí, hồi lâu không tan đi. Người này quá độc ác, không ít người thấy cảnh này thì mí mắt giật giật, da đầu tê dại. Tới cấp bậc đệ tử thân truyền, dù có mâu thuẫn cỡ nào, chỉ cần đánh một trận xong thì đa phần sẽ tha cho đối phương sống, dù sao tu luyện tới cấp bậc này, có ai dễ dàng chứ. Nhưng Trần Mộc hoàn toàn không định tha cho đối phương rời đi, sự tàn nhẫn này không thua kém đám hung đồ bên ngoài tên đáng chết nha ngọc yên cắn môi chảy máu đôi mắt trong suốt như ngọc ẩn chứa lửa giận nhắm vào trần mộc tên vô liêm sỉ đúng là quái thai trong cuộc tỉ thí tông môn dù trần mộc mạnh nhưng chưa đạt tới mức độ người ta không nhìn thấu như hôm nay nhưng bây giờ sau khi ra tông một tháng hắn có vẻ gặp được kỳ ngộ gì đó thực lực tăng mạnh hơn nữa kiếm đạo cũng đạt tới đỉnh cao hắn của hiện tại càng khiến người kiêng rẻ thú vị thanh niên tuấn tú hóng chuyện nãy giờ nhếch miệng cười đây mới chỉ là đệ tử nội môn mà có thể rớt đệ tử thân truyền dù nói long triển đứng hàng chót trong số đệ tử thân truyền nhưng ai cũng nhìn ra được thực lực của hắn ta nơi này không thiếu đệ tử thân truyền người xem đều cứng đờ thanh kiếm này sức sát thương của nó gần như là áp chớt long triển hiện tại trần mộc cũng mới chỉ 17 nghĩ vậy mọi người hít mạnh một hơi hiện tại xem ra trong tông môn đã có một kẻ yêu nghiệt thật sự trên trời sau một kiếm rớt chớt long triển trần mộc nhìn sang nhân ngọc yên nhưng nàng ta chỉ cắn răng nhìn hắn mà không định ra tay. Trần Mộc không để ý nàng ta, thái cổ ma kiếm trong tay biến mất, hắn cũng lướt đi, đạp một bệ đá hoa sen như chuẩn bị tu luyện. Ngươi đợi đó cho ta, nha ngọc yên chừng Trần Mộc một cái Như nghĩ tới thực lực sâu không lường được của hắn, nàng ta chỉ có thể ghi thù, người này đúng là thẳng như ruột ngựa. Mọi người giải tán, lúc này không ai dám chất vấn tư cách của Trần Mộc, suy cho cùng, ở đây chỉ dùng nắm đấm để lên tiếng thôi. Ánh mắt Trần Mộc cũng rời khỏi đám đệ tử thân truyền, Thực tế, hắn muốn rớt long triển là vì để cho những kẻ khác thấy. Có câu đánh một quyền để miễn trăm quyền, chỉ rớt gà dọa khỉ mới có thể dọa sợ đám thân truyền này, giúp hắn yên ổn tu luyện. Còn nhan ngọc yên, chỉ cần nàng ta không gây sự với hắn, Trần Mộc cũng không để ý. Hiện tại, để thử xem những tinh hoa sinh mệnh này là thế nào. Trong lòng vừa nghĩ, hắn đã lao tới đám sinh vật đang lãng đãng bên dưới, những sinh vật này tỏa ra ánh sáng bất diệt như chứa đựng năng lượng tinh thuần loại năng lượng này chính là tinh hoa sinh mệnh mà Hàn Giang Tuyết đã nói. Trong tinh tú môn này có hai loại năng lượng đặc biệt, một là tinh hoa sinh mệnh của huyền thú, cái khác là sức mạnh tinh tú. Hai loại năng lượng này vừa hay đều hợp để Trần Mộc tu luyện Cửu Long Diệt Thần Quyết tầng 2 luyện cốt cảnh. Tầng thứ nhất là cảnh giới đoán bì, Trần Mộc đã đạt tới đại viên mãn. Tầng thứ hai là luyện cốt, Trần Mộc lại tìm mãi không thấy năng lượng mạnh mẽ nào để tu luyện, mà hiện tại có những tinh hoa sinh mệnh này, chúng quá phù hợp để luyện cốt chỉ cần thăng cảnh giới luyện cốt tới đại viên mãn hắn có thể rèn xương mình thành long cốt thật sự